gái quần 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 lửng á, lửng mới mà có bốn màu á nha. Phải bộ bé gái này nè, đây có bộ màu vàng đang treo trên nè, quần ngố á. Làm quần mới đó, bộ màu vàng vàng caro, cái quần ôm ôm á, không có bốn màu á. Có màu đỏ là sao? Hay là ba, hay là ba ta, em nhớ bốn. Nằm có một chỗ một mà giờ kiếm ra không có ra có ba màu nè. Ba hay bốn. Hello Thu Vân, trời ơi. Chắc ba trời ơi. Ờ. À, mơ vô chỗ mà. Chấm giùm em với, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Pecco là ngố bé gái, ngố này là có màu sơn ngọc, màu vàng và màu hồng. Hai ký tám là nhiêu gram tính chị? Hai ký tám là hai ký tám. Ba ký là 75, 75 là 70 ngàn nữa. 70 ngàn. Đây là ngố bé gái nè mọi người, cái này là bộ lửng bé gái nha, chứ không phải là ngố luôn á, cô tâm chính phẩm luôn, là size này size đại. Cái size đại này là bé từ lớn nhất chắc có 40 kg vừa luôn. Mẹ nào vô like cảnh luôn đó nha, ngố bé gái mà cô tâm chính phẩm luôn. Chưa được chẳng có muối á nè, cơm to đây chăng kỳ vậy. Thì đó nha chị. Ừ. Size này là tới 40 kg vừa luôn nè. Con to lắm. Hello, mày nào vô ra chấm em nha. Cái này là ngố của tâm chính phẩm nha mọi người. Size của nó là từ 24 kg cho tới 40 kg mặt vừa nha. 90 ngàn một bộ. Đó, mày nào chốt ngố mẫu này comment lại em nha. Cái này là bộ lửng mấy gái mọi người. Quần của nó thoải mái lắm. Nè, quần của nó là quần lửng nha, không phải là quần ngố. Nó lửng hôm qua gối luôn như thế này nè. Phơm nó cũng là phơm rộng luôn, không phải là quần ngố. Mẫu này là 90 xe đại nha, 24 kg cho tới 24 kg mà tới 40 kg mặt vừa luôn ha. Em có 3 màu, màu vàng, màu hồng, màu tinh ngọc. Này nào Vula chấm cho em đó nha. Rồi màu vàng nè, đó, này là chất vàng cà men vàng ha, phải siêu đẹp luôn. Chất vàng cà men vàng 24 kg cho tới 38-40 kg mặt vừa luôn nha. 38-40 kg luôn. Rồi màu xanh ngọc nè, bán bao muối rồi. Rồi xanh ngọc đi, lấy xanh ngọc rồi em xanh ngọc luôn ha. Quần lửng nha, qua gói luôn, con to đó. Nó bị đang mở cửa đó, nó hơi ồn chút xíu nha. Đợi em xíu nha mọi người, ổn định chút. Rồi mẹ chốt được màu này comment xanh ngọc nha, 24 kg cho tới 38-40 kg mặc thoải mái luôn ha.
Cô Tâm chín tẩm loại một luôn, có màu màu xanh ngọc rồi màu vàng nè, với lại màu hồng, ba màu xanh ngọc vàng hồng. Mẹ nào chốt được mẫu này comment mẫu lửng với gái nha. Rồi màu hồng, comment màu hồng luôn. Đây hồng đây, size nhỏ nhất nè. Rồi chốt màu hồng, comment màu hồng nha. Lửng gái của Tâm chính phẩm. Rồi em qua cái mẫu này rất là cưng luôn, này size nhí cho bé ha. Mẫu này là hàng Minky nha mọi người ơi. Nó là đầm nhưng mà rất là mát luôn. Size là từ, em đang cầm size nhỏ nhất á. Mẫu này cũng phải từ 10kg đổ lên nha. Mẫu này từ 10kg cho tới 20kg mặc thoải mái đi, 10 tới 20kg mặc thoải mái, 55k một váy như thế này ha. Này mặt trước nè, mặt sau của nó là đen chéo dây như thế này, hở lưng nha. Mẹ nào chốt được váy này comment em 55k màu mọi người. Ở ngoài nó là màu tím mà nó là thun lạnh loại 1 luôn, hàng của Minky. Size là từ 10kg tới 20kg thoải mái nha. 10kg tới 20kg. Màu xanh ngọc nè. Siêu mát luôn, chất rất là đẹp luôn á. Rồi mẹ nào lấy được xanh comment em xanh nha. Xanh ngọc baby doll ha. Chốt được xanh comment màu xanh là 2 nè. Màu hồng cam là 3 nè. 55k một váy, nhưng mà hàng này hàng túi zip. Hàng túi zip hàng của Sài Gòn, vải siêu đẹp luôn. 55k một váy, rồi mẹ chốt được mẫu này comment màu hồng cam luôn nha. Size là từ 10kg cho tới 20kg, em đang cầm size nhỏ nhất á, coi nó xòe nè. Xòe rất là thoải mái luôn. Màu xanh màu đó là màu hồng cam, màu vàng. Mẹ nào chốt vàng comment màu vàng ha. Mẹ nào vô like chấm em với nha, màu vàng đây 55 mọi người, chất siêu đẹp luôn. Rồi chốt màu vàng comment màu vàng đó, phía trước nè, phía sau nè. Bao cưng luôn, vải lộ 1 nha, em bao vải luôn đó, màu trắng. 5 màu. Mẹ nào chốt được màu này comment màu trắng luôn nha. Hờ có quần sọt, bé trai 45kg hả? Quần sọt bé trai 45kg. Để em nhớ có. Có để em xin màu trắng nè. Trời ơi, tiểu thư vô cùng luôn, chốt trắng comment màu trắng nha. Cái này mặc đi biển là siêu cưng luôn đó. Mẹ nào chốt màu trắng comment màu trắng. Màu trắng là một nè. Mà đi chơi hoặc là đi biển thì rất là hợp, và mặt nhà cái này là rất là mát luôn, thoải mái luôn nha. Rồi màu vàng là 2 nè. Mẹ nào chốt được vàng comment màu vàng luôn. Màu vàng. Màu cam là 3, màu hồng cam nha. Màu hồng cam là 3, màu xanh ngọc là 4. Quần sọt với trai 45kg chị Thì ơi. Rồi màu xanh ngọc siêu mát luôn. Và màu tím nè, phía sau lưng của nó là vậy nè. Đó, đây là sau lưng nha, còn đây là mặt trước nè. 5 màu, size từ 10kg tới 20kg. Mẹ nào còn size bé bao nhiêu ký comment lại giúp em nha. Chất siêu đẹp luôn á, vải mát rồi, đẹp. Hàng túi zip cái này luôn nha. Quần sọt mà 45kg. Mấy cái mẫu quần trong đây nè. 45kg. Sọt 45kg em có quần sọt ri được không? Mà size cồ thì cũng 120 cái rồi. Hàng này hàng co giãn mềm luôn nha. 120.000 45kg mà thoải mái luôn. Mẹ nào vô like còn size bé nhiêu ký comment lại giúp em nha. Đây. Đó là quần sọt riêng với chai nha, nhưng mà hàng công ty luôn ha. Như thế này nè, vải co giãn, đó là quần đùi chứ không phải là quần lửng nha. Cái này là tới gối nè. Nó có màu nhạt với lại màu đậm hai màu. 120. 120 đậm, 120 nhạt. Dạ, ủa gì? Tí anh đòi với chai 27kg hả? Rồi đợi xíu. Cái mẫu quần màu vàng hôm bữa chị Thì, quần màu vàng đeo hút hấp á. Rồi với lại màu xanh đậm nè. Đó, mày lấy được xanh đậm, comment xanh đậm nha. Còn hay là sọt kiểu sao? Sọt kaki hả? Sọt kaki mình cũng có mấy cái quần mà 25kg nhưng mà nó màu xanh lá, 45kg màu xanh lá với một người quần to đó. Quần kaki to nhớ không? Rồi màu xanh đậm. Này có hai màu ha, phải coi giãn luôn. Lưng thun thì mặc thoải mái nha. 45kg nè. Đó, mẹ lấy được màu gì comment lại nhận luôn nha. 45 màu xanh đậm, 45 màu xanh nhạt. Rồi cái quần này là quần umi hip hop. Cái này là chất của nó rất là mềm luôn nè. Túi hộp với hàng Quảng Châu nha, siêu xịn luôn. Đây, quần này thì chỉ có 70 thôi à. Mẹ lấy mẫu này comment là 70 nha. Quần này rất đẹp luôn đó. Túi hai bên ha, rồi túi hộp luôn như thế này nè. Rồi chốt 70 comment 70 nha. Mẫu này em chỉ có một màu duy nhất thôi. 70.000. Chốt được 70 comment 70. Chai 27kg hả? 70.000 nè, chốt 70 comment 70 nha. Còn bộ này thôi. Còn mẫu này là 70.000. Còn là quần kaki. Quần này 70.000 siêu rẻ luôn rồi nha. Đó là trong bộ hip hop, vải đẹp, vải u mì luôn. Vải u mì. Thì vải ghé luôn rồi hả? Việt An đó. Vải u mì. Rồi em này là quần kaki. Đây là kaki. Kaki này là cũng có co giãn luôn nè. Này là kaki túi hộp nha. Hai
quần 70, có màu thôi nha, lấy được ok em ha. Hai quần màu đen 70. Rồi cái này là quần sọt nhưng mà nó là quần kaki nè, và túi hộp như này luôn. 110.000. Đó mẹ lấy được mẫu này comment em lại 110 nha. Size này. Cái này em sale 95 ngàn đi. Rồi chốt mẫu này comment em 95 luôn, đó là quần kaki nhưng mà chất của nó mềm ha, có túi hộp ở đây luôn nè. 95k size cool. Đó mẹ lấy được mẫu này comment em lại 95 nha. Mẫu này em cũng có một màu xanh rêu này thôi. 95 luôn. Lấy được 95 comment 95. 95. 16 95 95. Màu rêu. Còn túi hộp. Túi rêu comment màu rêu 95. Này em coi, à mẫu này em bữa coi rồi cũng được. 38. Cái này chất rất đẹp luôn. Quần này màu đen. Quần này khoảng 38-40 kg nha. Quần này khoảng 40 kg mặc đẹp nha. Cái này 75 nè, phải là lấy mẫu này comment em lại đen 75 ha. Cái này túi hộp đó là vải u mì xịn luôn đó, 75k quần. Mày chốt được đen comment em đen 75 nha. Đen 75. Nhưng mà size 38 40 kg thôi, 45 kg mặc cũng được ha. Không được thoải mái lắm. Chốt đen comment em đen. 75 đen. Còn mà em còn quần kaki thôi. À cái quần hôm bữa. Cái quần hôm trước 65.000 nhỏ 10 kg. Quần hộp da cá bữa chị thì hả? Quần túi hộp da cá màu xanh á, màu xanh đậm, có một màu một á. 14, 15. Coi mày to. Coi mày rất là to. Đôi tay thì đợi em xí ha. Quần đen có 45kg không hả? Có. Quần đen nào? Quần đây có 45kg nè chị ơi. Quần này có 45kg nè, quần này em sale có 70 à. Đây cái này có 45kg nè. Lấy hai cái này đúng không? Đúng ok đại em nha, nhưng mà em chỉ có một màu thôi nha. Nếu mà lấy hai cái thì nó sẽ trùng mẫu đó. Lấy ok đại em ha. Cái này có size 45kg nè. 75k một quần. À 70 sorry, bọn này 70. Được 70 comment 70 nha. 70. Rồi. Lấy thì chốt ok em. Rồi hai quần màu đen. 15, 16. 15, 16 nè. Xong rồi. Cần giống nhau hay không? Đấy, đẹp. Bảy em lớn. Cơm to ha. Không màu đỏ. Quan trọng là giá của nó cũng mềm nữa. 75k. Quần này là quần da cá. Quần này chắc da cá nè. Cycle. Quần này cũng là túi hộp luôn, nhưng mà nó là dắt da cá nha. Nó túi hộp hai bên, kiểu này đơn giản hơn. Nhưng mà vải của nó là vải da cá. Nó dày dặn hơn, nó cũng dễ phối áo đó. Rồi quần này cycle nè, 65 nè. Mày chốt quần này comment lại 65 nha, màu xanh đen. Chốt xanh đen comment xanh đen 65k nha. 65 màu xanh đen. Chốt màu xanh đen comment màu xanh đen. Mày nào vô like cần size gì cho bé Như Ký comment giúp em nha. À, đây là màu xanh đen nha. Xanh đen này 65 nè, cycle, túi hộp. Chốt được xanh đen comment xanh đen. Màu xanh đen khác. Màu khác ha. Màu xanh đen còn mấy màu xanh đen. Xanh đen 765 thôi. Xanh đen là 65. Cái màu xanh chữ trắng mỏi thấy không? 65 màu xanh đen hai quần luôn hả? Ok. Cái này em có. 95kg. Mấy anh cục cồi mấy cái quần này cũng ít quần lẻ đó. Chưa trong nữa. Ừ đúng rồi. Cái đó có hai màu xanh với trắng. Hai quần 65, hai quần 75. Chị thầy nhớ cái mẫu quần lửng lửng và quần kaki mềm không? Kaki á. Kaki màu sáng, màu xanh lá nữa. Mà mấy cái màu này nó hơi tươi tươi chút nha. Nhớ còn thay. Còn không là phải mặc quần riêng. Trời ơi, mấy cái đầm này cưng quá, mẹ nào chốt đầm này lấy cho mọi người, nó rất là mát luôn nè, siêu cưng cute luôn, vải mát cực kỳ luôn nè. À, mẹ nào chưa lấy đầm gái cho chú em nha, size 10kg tới 20kg thoải mái luôn ha. Đầm thuốc lạnh nguyên kia, 10kg tới 20kg nè, màu xanh, màu hồng cam nè, màu vàng nè, đó sau lưng nè, rất là cưng luôn và mát rượi luôn, màu trắng rất là cưng. Đây chốt trắng, comment trắng nha. Ừ, đầm cưng xỉu. Mát rụi à, đang cầm cái size nhỏ nhất á, phải 10kg đổ lên nha.
Thằng Minh Kia này nó may cái form chuẩn thiệt to, vải siêu đẹp, rất đẹp luôn nè. Phía sau lưng nè, ê lấy màu trắng nữa không, màu trắng cưng quá trời luôn nè, màu trắng mặc siêu cưng luôn đó. Ai chuẩn bị đi chơi đi biển 2 quần 70 nữa, đây 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 đây, lấy mẫu này comment lại luôn nha. Váy gái cưng xỉu, hồi nãy là lấy hai cái rồi đó, lấy hai cái rồi đó, lấy thêm nữa thì chốt ok lại một cái nữa nha. Rồi em này là màu màu xanh ngọc và màu tím đó, thích màu gì nữa thì chốt thêm nha. Quá trời mát, rất là đẹp luôn, màu xanh ngọc và màu tím. Ủa kaki mà sao tẩy thêm nguồn green nữa, vàng nữa nha. Ờ à, màu vàng đó, có mấy mẫu kaki kaki cycle á. Họ cho coi 20 kg hả, 20 kg để tôi coi, tôi còn 3 màu rồi bà ơi, nhưng mà mát lắm, có 22 kg thoải mái luôn á. Ở 2 quần 70, đúng rồi, 2 quần 70 là 4 cái em để ra đó. Đây là màu khói nè, đó là đùi khói với chai nha, chất này nó cũng mềm đó. Này là cho mấy anh bồ mông to bụng to mà mặc đó, mông to bụng to nè. Bụng cồ này là 95 nè, chốt mẫu này comment lại màu khói nha. Green cycle nó 95k luôn, cái này là đúng màu đùi luôn đó. Rồi chốt được 95, comment 95 nha. Màu riêng nhưng mà cũng có màu màu có khối như thế này nè. Thôi mình là phải từ 45 kg cho tới 60 kg mặc thoải mái nè. Mày là chốt mẫu này comment màu khối nha. Quần màu khối, màu riêng. Đó, size to nhất luôn, 60 kg luôn nè. 60 kg mặc thoải mái luôn nha. Mày là chốt màu khối, comment màu khối. 45 kg tới 60 kg mặc vừa. Rồi để tôi đi, tôi lấy váy cho coi. Form rất là to, vải đẹp, mát rượi luôn. Mấy bé nào mà tròn tròn là mặc cô cưng luôn á. Ui tiên. Thoải mái, cái này tôi để 21 kg đó. Nè màu vàng của Việt An nè, thêm cái màu vàng nữa. Dạ có chị ơi. Thêm màu vàng nữa nè. Rồi bà ơi, size to nè, tôi còn 3 màu này. Size to là còn màu trắng, màu vàng, màu xanh ngọc nha. Dì cảm ơn đó. Cảm ơn nhiều nha, để ủng hộ em. Cái này phải đẹp, này này phải nói là rất là đẹp luôn ấy, phải đẹp sơ sơ nữa, rất đẹp. Đè bà ơi, size to nhất nè, size to nhất luôn đây nha, 20 kg nè. Cái này có cái phần này nè, cái chiều ngang của nó nè, chỉ sợ ngắn thôi chứ không sợ chiều ngang thì thoải mái nha. Xòe ra thế này luôn á, đang cầm size là size 120, bề ngang là thoải mái, chỉ sợ ngắn thôi chứ không sợ sợ chật, không sợ chật nha. Rồi mẹ có lấy được mẫu này chốt lại luôn. Nó có màu màu trắng, màu vàng với màu xanh ngọc. Size bây giờ size 20 kg là chỉ còn 3 màu thôi ha. Trắng, vàng với xanh ngọc. Đó, mẹ có lấy được thì chốt lại nha, màu vàng nè. Thở lên phía sau ha. Rồi, nó thoải mái vô cùng luôn, xòe ra siêu cưng luôn á. Cái váy này mai phải tốn 2-3 lần vải một cái bộ đồ. Rồi xanh ngọc nè, 3 màu. Xanh nè, xanh ngọc. Ai mẹ mẹ nào được mẫu này comment lại giúp em nha. 10 kg tới 20 kg nè, chốt xanh comment màu xanh ngọc ha. Trên lưng đây màu xanh ngọc, xòe thì là bự luôn, màu xanh ngọc là 3 nè, màu vàng, màu trắng, màu xanh ngọc. Mẹ nào chốt được váy comment váy nha. 66 kg trừ heo ra cỡ này thôi chứ không có rộng thêm. À, để đợi xíu lên 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 bộ trai cho bộ trai 26-27 kg cho tôi vân đủ đơn đi luôn. Rồi màu xanh ngọc, màu vàng, màu trắng, 3 màu nha. Ai lấy váy comment váy, vải đẹp quá trời. Minh Kỳ loại 1 siêu đẹp. Minh Kỳ loại 1 nha. Nè phía sau lưng của nó rất là cưng luôn. Cái này là sau lưng này, siêu cưng. Màu xanh ngọc, màu trắng, màu vàng, màu tím. À trắng xanh ngọc ok, size to nhất. Trời ơi cái vải của nó ghiền luôn. Ghi nè, cái này bây giờ kiếm kiếm trúng xưởng rồi, cho nên là nó ra những cái mẫu mà rất là cưng luôn. Chứ bình thường, bình thường giống như là dài có bao lai không, thun lạnh này là chỉ có ba lỗ hoặc là ngắn tay rồi dài tay thôi đúng không. Bây giờ nó có váy nè, có bộ kiểu nữa, bộ kiểu trai, bộ kiểu gái nữa, có mẫu là em canh me em hút mấy cái mẫu cưng cưng về mặc mát cưng.
Nhi nè. Màu đen hả? Ừ. Rồi 55. Đen không có ba số. Bên nào cô like còn size bé gì comment giúp em nha. Bạc hết hết nha. Bộ với trai. Rồi bây giờ size lớn thì chỉ còn có một cái màu vàng thôi. Bộ với trai 26 27 kg hả? 26 27 kg. Cái này ta. Bây giờ em còn quần riêng với lại quần mấy quần kaki trai là có size lớn thôi nha. Kaki trai thì có size lớn. Áo là có áo quảng châu. Áo quảng châu với lại áo cổ trụ của tâm chính phẩm. Nhưng mà dài có màu này không chị? Em lết qua đây em lai. Bộ với trai. Dài 26. Lửng này thì tiền. 26 27 kg. 27 kg. Tự lấy mẫu lát từ từ lát từ từ nhé. Đây 26 27 kg nè. Cái này là góc bên đây à, lấy mẫu cho nó dễ. Màu xanh 27 kg nha. Thì cái mẫu này đơn giản thôi nhưng mà chất siêu đẹp luôn ha. Rồi 85 k một bộ nè. Mày lấy được quả này comment 85 nha. Cái này là không có hình, không có họa tiết in gì hết trơn. Nó chỉ trơn như vậy và có hoài hình in đây thôi. Nói mày nào thích đơn giản, không thích hình thì chốt mẫu này em nha. Size số 11, 27, 28 tí nè. Chốt em mẫu này comment lại luôn. Em còn 2 size, 1 size 9. 1 size 9 là 1 size 11. Size 9 là 23 tí, size 11 là 27, 27, 28 tí ha. Chốt được xanh comment xanh nha. Em còn màu xanh với màu đỏ nè. Xanh đỏ hai màu. Rồi lấy đỏ comment đỏ luôn. Cô tâm chính phẩm đó nhưng mà mẫu này nó chỉ ra trơn thôi, nó không có in hình nhiều. Không có họa tiết nhiều. Bao nhiêu đây mẫu lửng thôi. Là trơn thì có trơn luôn nha. Tốt là xanh comment xanh. Rồi mày lấy đỏ comment đỏ luôn ha. Bộ trai nè. Cô tâm chính phẩm quần túi hai bên luôn. Rồi chốt được đỏ comment đỏ nha. Quần có túi thật luôn ha. Màu đỏ này em còn 4 size luôn, 9 nè. 9. 9 10 11 14. À, xanh đỏ ok, vải đẹp lắm nha. Đơn giản thôi. Đơn giản mà rất là đẹp, size 11 nè. Thu vân hình. Màu xanh nữa. Cái bộ đó mà nói là em không có sai đấy chị. Cái nào? Cái bộ đỏ. Xanh đỏ hai màu. Rồi vậy hôm qua là có lấy bộ gì đây, bộ giả đi chưa, giả đi nè, size 10 giả đi nè, đi hết rồi ta, mà là hôm qua có lấy rồi, số 5 giả đi, giả đi. Rồi bộ này cô tâm chính phẩm có không vậy không là có lẽ không có treo, có lẽ chỉ đưa ấy là đưa mẫu thôi, không có treo áo lẽ, áo lẽ là không có treo mẫu. Mình rất cái size đó thì đưa cho mình coi. Đây áo trụ nè, em lai thử cái này mày là chốt được chốt thôi, vì nó là áo Quảng Châu nè. Cái này siêu đẹp luôn. Nó cũng có hai mấy ký, hai mấy ba mấy ký. Size này là size 125 tới 165 này, Quảng Châu chuẩn luôn á nha. 125 165 55 55 55 145 145 155 65 luôn. Trời ơi, đều dữ rồi. Màu đỏ. Cái này có màu đỏ với màu xanh. Xanh đỏ hai màu. Hello bà. Trời ơi. À, áo trụ với chai cũng có mấy mẫu cô tâm chính phẩm của hàng Sài Gòn đẹp lắm. Mẫu này hôm nay. Khách đây cũng mang có cổ luôn kìa. 170. Cái size này khó nhìn quá. 160, 150 nè. 130 là nhỏ nhất nha. Đây. Màu Quảng Châu. 95 ra áo nè. Xanh đỏ hai màu. Size nhỏ nhất này là khoảng 26 kg đổ lên mới mặc được nha. Size 130 hàng Quảng Châu á, 95 k một áo. Mà mày là chốt được áo comment áo nha, phía sau nó có in nữa nha mọi người. Đây là cô tông chính phẩm luôn đó. Là hàng Quảng Châu chuẩn luôn á nha. Nó có màu xanh với lại màu đỏ hai màu. 95k một áo này nha.
95 95. Trời ơi, màu xanh nó đẹp nè, màu xanh in đèn thế này luôn nè. Đó, màu xanh này thì còn size to lắm. Xanh này phải từ 32kg cho tới 40kg mặt mới vừa nha. Đó, mày nào size lớn thì chú em mẫu này ha. Mày nào lấy được xanh thì em xanh nha. Có màu xanh với màu đỏ hai màu nè. Mẫu này là 95 nha, còn Quảng Châu 95k một áo. 95 nè. Ừ. Cái nào? Không, cái này khác. Cái này size gì á? Size số á, size nhí á. Size nhí là 70 à. 70. Đây đây, Sài Gòn. Mình là hàng Quảng Châu mà Sài Gòn size nhí nữa. Màu xanh. Màu xanh đó là xanh đó là nhí. À, nhí 75 là 85 nha. Đi qua đây em lấy đồ cái chai nha. Đây số 7. Quên cái gì. Bộ này là có hai cồ nè. Mẫu này còn 16, 17, 45, 50kg một vừa nha. Phương rất là to luôn. 45, 50kg. Nè, bộ này cô tông 4 chiều nè, size cổ 75k luôn. Quần hai túi hai bên, mẹ nào chốt được mẫu này comment lại em 75 nha, size cổ. Phía chai 45 50kg mặt vừa. Rồi chốt mẫu này comment lại xanh ha, màu xanh đậm nè, cũng nông. Chốt rất là đẹp luôn nha, cô tông hồi như chính phẩm luôn đó. Rồi chốt được xanh comment màu xanh đậm. Xanh đậm cũng nông 75, size 45 50kg mặt vừa nha. 45 50kg. Mẹ nào được cũng nông comment cũng nông. Con cũng nông 45 50kg mặt vừa. 45 50kg. Cái da mẫu không? Có cái mẫu thể thao gì màu đen á chị. À, ở trong bên phải. Bên kia. Ở bên kia bên trái bên đó. Có tay á. Ừ. Đây số 3 bên nông. Mới nãy chị mới thấy đó mà. Nãy mới còn được hơn đây thì còn ờ trắng su kem đi. Su kem màu trắng. Trắng này là 26 27kg, size 11 nè. Ừ, từ 23 tới 28 với mặt vừa nha. Hàng của su kem đó, cô tâm chính phẩm. Bộ này 790. Mẹ thấy được mẫu này comment 90 nha. Hàng của su kem kit cô tâm chính phẩm luôn đó. Chốt rồi mẫu này comment lại trắng 90 nha. Không, 95 nè. Chốt trắng comment trắng 90.000 nha. Size 9 lên tới size số 14. Size 9 đến size 14 hàng của su kem là vải rất đẹp luôn. Rồi bộ này. Bộ này là hàng Minh Mai Sài Gòn. Size nhỏ nhất của nó là size ai nhỏ nhất nè. Nhỏ nhất là cũng phải từ 27-28kg đổ lên mặt mới vừa nha. Nhưng mà vải rất là đẹp luôn. Hàng Minh Mai này ha, 95k một bộ. Rồi mẹ chốt một mẫu này comment mẹ 95 nha. Kiểu nó là thể thao nhưng mà thể thao cô tông. Thể thao cô tông nè, cô tông chính phẩm. À, xem bộ gái 30kg hả. Rồi đợi một xíu nha. Sao bữa nay bà xuống ký nữa rồi bà. Bữa nay xuống ký nữa rồi hả? Không trừ hao rộng nữa hay sao vậy? Rồi lấy xanh comment xanh nha. Bộ này chất siêu đẹp luôn. Hàng này là hàng chuẩn truyền thống. Phơm to vải đẹp nha. Nó có in tay xíu trên đây nữa nè. 78 nè. Mày là lấy mẫu này comment lại màu xanh ha. Xanh xanh xanh. Size nhỏ nhất là từ 28kg. Từ 28 cho tới 38kg. 40kg thoải mái luôn. Đây nè. Đây. Size 40kg mặt vừa luôn á. 28kg tới 40kg thoải mái nha. 192 áo này 75 là 150kg nè. Mày là chốt được bộ này comment lại giúp em 95 nha. Xanh 95k nè, chốt xanh comment màu xanh đen. Ủa xanh gì ạ? Xanh 28kg. Này là nhí hết mà. À ok. Qua đến lơ qua Thu Vân Thịnh 95 nè. Cái này là cái xe đại rồi mà nó vừa nằm trong. Mấy bộ Amon mà xe đại còn bộ nào không chị Thi? Bộ này bao nhiêu bộ vậy? Bộ Amon xe đại á. Hả? 140. Cây lớn lắm nha. Ủa hết rồi. Size 14, 12. Bộ này còn 30kg nè. Size 10kg thì rộng quá. Ê đồ gái đợi em xíu nha. Còn bộ 30kg nè. Amon nha, cô tâm chính phẩm luôn. Còn một bộ duy nhất luôn. Bộ này bữa nhiêu quên chưa. 105.000 nè. Giờ còn bộ cuối cùng luôn, xe 90. Nói mày lấy được mẫu này comment lại 90 nha. Nhưng mà size 20kg. Chốt được mẫu này comment lại 90. Size 20kg còn có một bộ à. Một bộ duy nhất luôn. Chốt 90 comment 90. 90 ngàn. À quần kaki.
Đèn kaki này là thích cô tông hay thích kaki để like này. Xong rồi ê bộ gái mà có cô tông chính phẩm mẫu mới nè, mình có coi mẫu mới không, cô tông chính phẩm mẫu mới luôn bé gái. Size đại, size đại còn có một bộ màu nu, đó là size 30 kg thôi đó. Một bộ duy nhất size 30 kg. Ánh Dương hả? À 12 17 kg hả? Mình lấy cặp phải sao Ánh Dương ơi? Lấy cặp hay lấy lẻ vậy? Lấy cặp hay lấy lẻ để mình soạn size cho. 12 17 kg. Có mặc váy không? Váy đẹp quá trời, là váy rất là mát luôn. Mới vừa like váy Minh Tư xong. Mới vừa like váy Minh Tư xong nè. Con chuột này còn không? Hả? Nam Nhi hả? Bé gái size 50 kg hả? Coi em có size cồ luôn đó. Bé gái em có size cồ 50 kg luôn nha. Trời em tí. Bộ này size gì đây? Bộ này còn size 26 27 kg nè. Lấy cặp. Rồi 26 27 kg thoải mái nha. Cái này size số 10 nhưng mà form to lắm. Này chốt mẫu này comment về sọc chuột luôn 65k nè. Mẹ lấy sọc chuột comment sọc chuột 65 nha. 65 chuột sọc. Size này là cho bé 28 kg thoải mái nha. Size số 10 nhưng mà form to, nó bằng với size số 11 bình thường đó. Này chốt được chuột comment chuột nha. Chốt chuột comment chuột 65 luôn. 65 chuột xanh. Chuột xanh 65. Lấy cặp bé gái đồ bộ xanh chuột, comment xanh chuột 65 xanh chuột. Xanh nhí, xanh nhí 1, 2, 3 65 nghìn luôn. Này còn một bộ đại duy nhất, còn lại xanh nhí không à. Đồ gái chứ phải chị này. Đồ gái 12 với lại 17 kg. Có cặp. 12 17 kg có cặp, thấy em đi váy không? Ở cái đầm váy này lại. Không, lấy bộ trước đi. Bộ gái 30 kg đó nè. Đây, váy này, váy thun lạnh của Minky nha, cái này không có sai. Váy thun lạnh của Minky nè. Nói mẹ lấy được bộ này comment lại nha. À, chỉ có một giá thôi là 55k nhưng mà nó là hàng túi zip luôn. Chốt rất là đẹp luôn ha, size từ 10 kg tới 20 kg. Mẹ nào cần size bé bao nhiêu ký thì comment lại giúp em mẫu này nha. Rồi màu vàng nè. Chốt được vàng comment vàng luôn. Hàng Minh Kim mà treo mát như là hàng loại 1 đó nha mọi người. Đồ bé trai 17 kg đó hả? Rồi có luôn. Màu cam sữa nè, chốt cam sữa comment cam sữa nha là 3 nè. Màu cam sữa là 3. Màu xanh ngọc là 4. Em đang cầm size nhỏ nhất á, 10 kg thoải mái luôn nha. Màu xanh ngọc là 4 và màu tím là 5. 5 màu. Bé gái 10 kg tới 20 kg thoải mái luôn. Nói mẹ nào chốt được váy này comment váy nha. Lấy đồ em ra. 5 màu có, miễn đồ bộ là được. 12 kg với lại 17 kg. Cái này là 55k một bộ nè. Chốt 55 comment 55 nha. 55.000. Bộ này là có hình như có mẹ không? Nhí đại thôi hả? Đây, 12 kg với lại 17 kg nha. Bộ này có 30 kg luôn. Nó là cô tâm chính phẩm 8595 nè. Rồi mày lấy được mẫu này comment lại nha, chút mẫu này comment lại 8595 ha. Bộ này size số 3 bán chưa? Chị Thì. Hả? Bộ này size số 3 bán chưa? Còn treo đó. Không vậy là còn 12 kg ok. Hả? Có váy su nào 30 32 kg có luôn chứ. Rồi chút mẫu này comment lại xanh nha. Cô tâm chính phẩm hàng của em hết kích luôn ha. 8595. Đó mày lấy được mẫu này comment lại nha. Mấy cái mẫu tay đắp lăng này là những cái mẫu đang ra bây giờ luôn đó. Cô tâm chính phẩm. Chốt cái gì? Xanh, chốt được xanh comment xanh nha. Nhí 85 là 85 đó. Size 12 17 kg là 85, còn size 30 kg, 30 32 kg là 95. Cô tâm chính phẩm. Còn không mấy cái mẫu mát mát thôi. Mát mát. 73 hả? 73. Rồi, mẫu này có size luôn nè, có cặp luôn nè, 12 kg. 12 kg với lại 17 kg, set này là đứa em có bán rồi là 100, 110 và 125 nhí đại cồ. Nhí đại cồ. Mà giờ nhí là sale 85 nha. Mày lấy thì chốt 85, 85 là em muốn đi giá sale rồi đó. Là 12 kg nè. 17 kg số 6 đó bà ơi, sale số 7 rồi. Sale số 6 thôi. Màu xanh còn đá còn sale 6 thôi. Cái này là còn sale 7 thôi.
Nè set này nè. Set gái. Nguyên Thảo ơi, đơn của Nguyên Thảo đi lâu rồi mà chưa nhận được luôn hả? Cái kỳ vậy trời. Bữa nào mà cũng hỏi. Đây nè, mẫu này nè. Có size. Ở gì set set đó có cặp mẹ bé không? Bán hết trơn rồi. Bây giờ mới xả nè. Cái này 100, 101, 125 đó mà bây giờ xả 85, 95 mới 100 nha. Rồi mẹ nào lấy được mẫu này comment lại em. Cái này là size đang cầm là 12kg nè. Bây giờ có 12kg với 18, 19kg được không? Nè, bây giờ có cặp này nè. Mẹ có lấy được mẫu này chốt lại nha, 85k nè. Trời ơi, mấy cái mẫu này thì quá mới luôn rồi đó. Mẹ lấy được mẫu này comment lại 85 nha. Size size số 3 với size số 7. Size 3 và size 7 á. Size 7 là cũng khoảng 18, 19kg. Thoải mái. Đó, chốt được cặp này comment cặp hồng nè. Bây giờ sale cặp hồng, chốt cặp hồng, comment cặp hồng nha. Size cái này có nhưng mà đã bán rồi, hết rồi. Cặp hồng, cặp hồng. Một mẫu. Bây giờ em còn size 3 nè, size 10, size 5. Size 5, size 11, size 10, size 11 với lại size 15. Gì? Size 30kg hả? 30kg mẫu này cũng không còn luôn bà ơi. Cái này còn size 11 là 28kg thôi. Set hồng 30kg nè. Set hồng còn 30kg hả? Ờ, size số 11 là 28-30kg quay đầu á. Màu xanh luôn chị thầy. Này màu xanh nha, là size nếu mà size đại là 95 á, size nhí là 85, size đại 95, size cồ của mẹ là 110. Mẫu này là mẫu này hôm trước là 100, 110, 125 đó. Mẫu này em có like rồi, mọi người cũng có biết giá rồi. Vải đó là vải chính phẩm nha, chất rất là đẹp luôn. Chứ không phải mà loại vải mỏng mỏng đâu. Giờ em còn mấy set này em sale luôn ha. Chốt được mẫu này comment lại em nha. Rồi size cồ gái thì những cái mẫu này cũng có cồ luôn. Cồ, để em một chút. Rồi xanh lá là giờ em còn size 7, size 9. 7, size 9 với size 45kg à. Cũng không còn luôn. Bây giờ còn size 11, 28, 30kg á. Mẹ có lấy được thì chốt lại nha. Chứ mẫu này em cũng không còn nhiều. Size số 11 nó tầm 32kg á, mặc size 30kg được không? Trời ơi, ép dữ vậy. Sao mà ép dữ vậy? Size 15 là khoảng 45kg chị ơi. Size 15 là 40-42kg thoải mái nha. 40-42kg thoải mái. Còn size XS là được 45kg nè. Size XS em còn một bộ màu xanh lá 45kg nè. Ủa vậy hả? Nè, còn một bộ size XS nè. Đó, mẹ nào mà 45kg thì mặc một bộ này thoải mái luôn nha. Size 45kg em còn một bộ. Mẹ lấy được mẫu này comment em lại nha. 45kg là 100k nè. Chốt mẫu này comment em lại 100. Bé gái 50kg này em có bộ đùi. Có bộ đùi mà. Bộ đùi đây, cho lên em luôn nè. Để em like cho 50kg. Bé gái 45-50kg ok luôn ha. Cái mẫu này thì size XS của nó là size 15 là khoảng 40-42kg thoải mái. Còn size XS là lớn hơn đó nữa. Size XS là 45kg nha. XS là 45kg. Cái chân váy. Cái chân váy này là size nhí hả? Nhí này, nhí đại nè. Mẫu này cũng có cặp. Mẫu này cũng có cặp luôn. Tôi like nãy giờ không vô, không vô cái mẫu nào có cặp cơ. Đùi nè. Thằng Quảng Châu cứu kiếp. 50kg nè chị ơi. Thầy cứu kiếp nha. Đây bộ bé gái size 50kg thoải mái luôn. Vừa trẻ. Quỳnh Sang hả? Bộ đó 30kg vừa không? 30kg là hơi ép xíu. Tại vì size 11 thôi à. 28-30kg 30kg quay đầu nha. Còn như size số 12 thì 30kg thoải mái. Còn bộ đó là size số 11 đó. Mỗi em vừa like là size 11, 28-30kg mà quay đầu ha. Rồi nhưng mấy cái set này em cũng có nè. 30-32kg này nó là set váy kèm với lại quần quần váy như thế này ha. Có nhí và có đại luôn. Size từ 10kg tới 32kg thoải mái nè. 10kg tới 32kg thoải mái. Rồi set chân váy bé gái nha. Áo crop top của Tâm chính phẩm. Áo crop top của Tâm chính phẩm luôn. Chân váy của nó là có quần chiếc ở trong luôn nha. Chị em chốt cái set này 75-85. Size nhí là 75, size đại là 85. Đúng rồi, 75-85 luôn. Vậy là chốt được set này comment lại giúp em nha. Gấu này, cái này là chân váy mà có quần chiếc ở trong luôn ha. Nó sẽ có 4-5 màu rồi. Có nhí và đại luôn là từ 10kg tới 32kg thoải mái đó. Mẹ cần mấy cái set dạng như thế này cho bé mặc đó thì comment số ký để em lên màu nha. Màu vàng, màu hồng, màu đỏ, màu trắng.
màu sữa, màu cam sữa đó. Áo của Tâm Chính Phẩm mà kiểu crop top nha. Size này là 32kg thoải mái luôn nè. Size 32kg thoải mái luôn. Đó. Set là tầm 28-30kg đó ok. 28-30kg là ok nha. 28-30kg cái set trắng này đã là ok đó. Gấu 28kg có thu vân hình ok luôn nè. 28kg thu vân hình cái số 10. Số 10. Mà để tôi coi size 10 luôn đã bà ơi, size 10 đóng tiêu rồi. 9 size 12. Đây là coi màu khác. Số này là số 9. Số 8. Ủa màu vàng mình còn cục nào không chị Thì? Số 10 bán rồi hả? Còn ơn sơ sơ có cái thời đại chẳng không? Hả? Có cái thời đại chẳng không? Có, ý đại luôn. Còn cục màu vàng nào nữa không? Đại vàng cá. Rồi, à, mẫu con cá được không? Có con gấu. Bây giờ có con này được không? Con khác được không? Nè vàng con này nè, vàng con này cũng cân kiểu luôn nè. Đây nói này cũng có mấy màu luôn, nhiều màu. Mà ba mẫu rồi. Con ai cần? Ai cần mẫu này em like cho nha. Nè con cá được không người ơi? Phương Linh hả? Bà lấy bộ quần áo. Đấy rồi, để ra rồi. Rồi chốt mẫu này comment lại luôn nha. Nè áo con róc tớp mà con cá nè. À, còn chân váy của nó cũng rất là cưng luôn nè. Đâu rồi? Thu Vân ơi lấy một bộ này không, lấy được mẫu set này, set cá thì ok lại nha. Nè áo của Dr. Tớp kèm với lại chân váy. Chân váy hoa này còn xinh dữ nữa nè. Đó áo của Dr. Tớp của Tâm Chính Phẩm luôn nha. Rồi ok. Có con cá màu đỏ. Con cá màu đỏ của Thu Vân Huỳnh. Màu vàng Thu Vân Huỳnh. Bên đây là còn sale nữa. Có 30kg chai, có, đợi xíu. Cô Tâm Chính Phẩm đó. Mẫu mới hả? Cá 12-17kg. À, hai bộ váy sao không thấy dao hả? Kiều Diễm, hai bộ váy sao không thấy dao? Có mà. Bà không lấy gói trong đơn kia. Hai bộ váy. À, Kiều Diễm và Diễm Phạm. Chết bà rồi, vậy là hai bộ váy sao 32kg. Hai bộ sáng thảy hả? Ừ, không phải, hai bộ sáng là size nhí, còn size của chị Kiều Diễm là size số 12 32kg. Chưa. Nói chung là chốt đơn rồi nhưng mà shipper chưa lấy hàng. Con cá nè. Cá nhí này còn gì chị Thùy ơi, cá nhí. Cá nhí cho Ánh Dương nè. Cá nhí cho Ánh Dương. Cái gì 3D hả? 3D trai hay là cái gì bà Thủy? Bà lấy cái gì 3D trai hả? Ánh Dương ơi, chờ nha, đợi xíu. Lấy 3D hay lấy cô Tông? Lấy cô Tông thì để lấy cô Tông cho. Con Amon này hồi nãy còn một bộ nè. Amon còn một bộ. Rồi bộ này là size 28-30kg nè. Mẫu này mẹ lấy được mẫu này comment lại trắng nha, 95k như ha. Như là ba màu này đúng không ta? Xe nhí á. Xe nhí có màu hồng. Nè 28-30kg em còn bộ 95 nè. Mẹ lấy mẫu này comment lại trắng 95 nha. 28-30kg chú em mã trắng 95. 95 comment 95. À, mình xem bộ tiếng còn vừa cầm hả đi. Bộ này là bộ đùi gái nè. Cái này cho bé hoặc mẹ mặc cũng được luôn, hàng resize nha. Hàng Sài Gòn túi zip. Ủa không phải, hàng Quảng Châu túi zip mà cái dạng resize á. Nên là 55kg đổ lại là ok ha. Ủa cái này ngố với đùi dùng chung luôn hả? Đùi. Đùi là có màu xanh nè. Đó, ai cần gì hú lại nha, 50kg nè. 50kg thoải mái luôn nha. Đùi gái. Đây bộ gái này thứ nhất này luôn. Rồi túi hai bên luôn nè, 85k một bộ. Mày chốt được mẫu này comment lại 85 nha. Bây giờ em còn màu xanh với lại màu đen. Hàng túi zip, cô tông 4 chiều, size 50kg thoải mái luôn. Rồi chốt màu xanh comment màu xanh. Màu xanh màu đen hai màu nè. Mẫu này còn xanh đen rồi gì nữa. Màu xanh với màu đen ha. Mẫu mới, bé trai tôi hỏi bà là bà lấy thun lạnh hay bà lấy cô tông? Lấy thùng bạnh hả cô Tông? Quỳnh Sang trắng 95 của Quỳnh Sang nè. À 85 là của Nam Nhi rồi, chị kia phụ nghe. Trắng 95 của Nam Nhi. À Nam Nhi là màu xanh 85. Nam Nhi xanh 85 nè. Trắng là của Quỳnh Sang. Quỳnh Sang nhớ ghi số điện thoại nè. Trắng của Quỳnh Sang. Nào cũng được rồi, đợi chút. 30-32kg. Bé trai size số 12 luôn. Bé trai size số 12 thun lạnh. 30-32kg. Cái là của Quỳnh Sang nha. 85 phải không? Rồi tới liền. 85 phải không? Bộ đó 95, bộ này mới 85 nè. Rồi ghi số điện thoại của em 0968.
542 840 rồi mẫu này là của Nam Nhi lên mình số điện thoại với nha. Có màu một màu đen rồi vịt đen nữa nè, 50kg thoải mái luôn ha. Chú hồ đen còn em đen nha, 85k có màu đen nữa, 50kg thoải mái luôn. Bộ đùi chú hồ đen còn em màu đen nha, mẫu này là 85k, bộ hàng túi clip như vậy nè, 85 chú 85 còn em 85, 85k chút váy nó quá trời, từ từ mọi người ơi. 85 màu đen, 50kg resize nữa nè, cái này là ngố á, 50kg. Bộ tím có size 42 cái không, cái hàng resize đó bà ơi. Nè size 12 còn một đây 12 nè, đợi tôi chút. Còn cái gì nữa? Rồi cái là ngố nè, ngố này là cũng là resize luôn nha. Nhưng mà 50-55kg mặc được luôn ha. Rồi chốt trắng comment trắng, đó là quần ngố thế này nha. Rồi ngố chốt trắng comment ngố trắng nè, 50kg. Hàng Quảng Châu túi zip á. Ủa, đóng tiêu rồi. Đây. Chốt được mẫu này comment trắng luôn nha. Chốt trắng comment trắng, ngố trắng 90.000. Chốt trắng comment ngố là 90, còn đùi là 85 nha. Có màu trắng là 1 nè, màu tím là 2 nè, em lên nhanh em qua mẫu khác. Màu tím là 2, cái này resize 55kg đổ về nha. Size 12 à, của màu tím là 2 nè, ngố. Cái này resize áo không rộng á, còn quần ôm nha mọi người ơi. Chốt được mẫu này comment lại ngố nha. Ngố này màu tím. Màu tím là 1, màu trắng là 1, màu tím là 2 nè. Màu tím nhạt, ở đây là màu tím đậm nè. Nó giống vậy luôn á, là ngố luôn ha. Chốt tím đậm comment tím đậm, 90.000 một bộ nha. Mẹ nào đó, mẹ nào bé, mẹ nào khoảng 55kg qua đầu thì mặc được mấy mẫu này thoải mái luôn ha. Rồi chốt tím comment tím nè, tím đậm là 3 nè. Tím đậm là 3 nha. Và màu xanh đen là 4. Ngố thì em có 4 màu. Chốt ngố comment ngố, ngố này là 95 nè, còn đùi là 85 nha. Ngố đen comment ngố đen luôn. Ủa cái này còn đúng không? Size 12 còn cục nào đúng không? Rồi tới xanh đen comment xanh đen. Màu xanh đen. Chốt xanh đen comment màu xanh đen ha. Màu xanh gì? Đen 55kg quay đầu à, size 12 hết rồi, còn cục này hả? Còn cục 55kg quay đầu à, màu xanh đen, màu xanh đen à, tím đấy, tím đậm hay tím nhạt chốt mềm em với nha. Vô lại tím đậm mình xem có động không à, đen vịt cộng trắng ngố của Nam Nhi. Trắng ngố của Nam Nhi nè, ok nè. Rồi đen vịt của Nam Nhi luôn nè. Đen vịt của Nam Nhi, trắng ngố của Nam Nhi à, tím, tím nhạt của Bùi Tạc. Ủa? Ủa tiếng nhạc Bùi Tạc nè. Cái gì? Đếm 30 bộ. Thì 30 bộ tại vì cộng lộn 2 bộ xét chân váy size 12 đó. Giờ lấy ra trừ 2 bộ xét chân váy size 12 ra là đủ. Thôi để ghi. Hai cái đó của Nam Nhi, bộ này của Bùi Tạc. Ừ tôi lấy 3 cho bà tiếng nhạc rồi. 55kg quay đầu thoải mái. Form này form áo phong mà, form mặt rộng luôn. Ờ 85, đùi 85, ngố 90. Vô lại tiếng đầm xem hả? Rồi tiếng đầm ok. Nè. Tiếng nhạc này của Bùi Tạc nha. Tiếng đây, tiếng đầm đi. Nè tiếng cà đó. Dạng áo phông mà. À dạng áo ngố rộng mà. Đúng rồi 55kg cái đầu. Rồi chốt bộ này comment tím nha. Màu tím. Bộ này ngố hay đùi đi cho. Bộ đó là bộ ngố. Ngố 90. Màu tím, màu tím. Rồi màu đen. Xanh đen chứ. Xanh đen em còn chuột xanh đen nữa nha. Xanh đen thì mặc nhìn thấy nó rất là gọn luôn á. Chốt xanh đen comment xanh đen. Rồi cái chân váy hồi nãy em không có màu vàng, một a khoan. Màu vàng con cá thì không có size nha. Bản dương nó còn ở đó không ta? Bây giờ size nhí nè. Size nhí em còn mẫu này. Nhí là còn cái này là có size, có cặp nè cho bé Ánh Dương nè, Ánh Dương còn đó thì chốt cặp này đi nha. Rồi màu hồng có cặp nè, 75k một set luôn. Màu này màu cam sữa chứ. Chốt cam sữa comment cam sữa nha. 75k một set chân váy kèm chiếc như này luôn ha. Rồi áo crop top của Tâm Chính Phẩm luôn, 75k nè, có con cá là 1 nè, size nhí ha. Cá là 1 nè, gấu là 2 nè. À, like lại cái mẫu mà có cặp cho mình chốt lại nha. Rồi bà Thủy đợi xíu nha bà ơi, xong cái này tôi like lại bộ với trai cho bà liền. Rồi gấu là 2 nè, chốt gấu comment gấu vàng ha. Gấu vàng là 2 có cặp nè. Màu đỏ. Đỏ này em nhớ có một cục nhí nữa đó. Mẫu này cũng có nhí nữa. Thì đúng. Màu đỏ là 2 nè, màu hồng. Màu hồng là 3 màu. Không đâu rồi. Hồng dưới kìa, dở lên. Đây, màu hồng là 3 màu đây. Chốt hồng comment hồng luôn. 3 set. Chốt màu hồng comment màu hồng. Đó, có 12, có 17kg nè. Rồi màu hồng nè, cái quần này của nó thế này ha. Đây là set chân váy nha, có chiếc luôn.
Đây chốt được màu hồng comment cá hồng nè, là 3 mẫu nè. Rồi cá màu đỏ là 4 màu. Ờ đỏ còn size hai đứa không hả? Đỏ. Còn, đỏ còn size nha. Rồi chốt cá đỏ comment cá đỏ luôn. Trời ơi cái quần chấm bi siêu tinh luôn nè. Nó là quấy nha, có cái quần chiếc đùa ở trong luôn. Chiếc đùa cô tông xịn như vậy luôn nha nha. Rồi chốt đỏ comment đỏ luôn, chiếc đỏ siêu tinh nè. Mẫu này là 7585, bữa nay em chốt luôn nha. Ai lấy được mẫu nào size gì comment lại giúp em ha. 7585. Tiếng đậm Nam Nhi lấy, tiếng đậm lấy chưa? Tiếng đậm lấy một bộ cho Nam Nhi nữa. Nam Nhi 90 bộ tiếng đậm nữa nè. Rồi Ánh Dương còn đó thì chấm lại chấm nha. Ánh Dương ơi còn đó không? Bây giờ còn mấy set này có size nè, con cá nè. Mày là chốt được mẫu này comment lại giúp em luôn ha. Cá là một nè. Cá đỏ là một nè, cá hồng là hai nè. Cá hồng là 27585 nha. Gấu vàng là ba nè. Chốt gấu vàng comment gấu vàng. Không có quên, không quên. Gấu vàng là ba với lại con cá màu hồng là 4 màu nha. Đây là cá màu hồng cam là 4 màu. Rồi xét nhỏ 24-26 ký đúng không? 24-26 mẫu này mặc C9-C10 thôi nha. Cô này nó cũng to to. C9-C10 chưa? Nam Nhi ơi cho em số điện thoại với nha. C9-C10. Rồi màu đỏ C10 nè. Đỏ 9-10. Cái này là của Sushi, 2 bộ nè. 2 bộ 85 của Sushi. 2 bộ 85 của Sushi. Cá xanh cá đỏ. Rồi qua cái khác đây. Đây cục này là nè mẫu mới rồi bà ơi. Cứ chốt màu đi rồi. Mẫu này là 75.000 nha. Bây giờ chốt mẫu này comment 75. Cái này là giá bình thường là 65-80 đó. Bây giờ em like 60-75 luôn. Này là chốt like là 60-75 nha. Bé trai nè 32 kg nè. Bây giờ còn xe nè, xe xanh nè. Cái xe xanh comment xe xanh là một nè. Lô này là lô mới nhất của Lung Lạnh luôn rồi đó. Lung Lạnh mùa chai đó. Xe xanh là một. Rồi cái em này là robot. Cái lô này thì nó rất là ngầu luôn này. Robot comment robot nha. Robot là hai nè. Robot là hai, con cá là ba nè. Thấy số điện thoại rồi, rồi khách cũ hả? Gà rồi, cảm ơn nhiều luôn. Nhung Hân hả? Cho xem này. Bộ bé gái 45 kg hả? À đợi em xíu. Đợi em một chút xíu nha. Có bé gái mà cô Tâm chính phẩm nữa mọi người. Rồi mẫu này là con cá nè, cá là 4 màu nè. Ủa 1, 2 rồi. Cá là 3 nè, chút cá comment cá nha. Con cá là 3 ha. 75 một bộ luôn. Khủng long là 4. Đây chút khủng long comment khủng long nha. Khủng long mình rồi ôi được chứ. Khủng long là 4 nè. Đó size ảnh 35 kg. Khủng long là 4. 32 kg size số 12 đó, khủng long nè. Rồi em này là xe cam nha, hồi nãy xe xanh, mẫu này là xe cam. Chốt xe cam comment xe cam luôn. Cái lô này màu ngầu ngầu không à, xe cam nè. Rồi khủng long màu vàng. Có mặt thể thao không? Thể thao ba lỗ cũng có nè. Rồi chốt vàng comment vàng nha, khủng long màu vàng luôn. Khủng long màu vàng. Siêu nhân màu xanh. Siêu nhân xanh. Lên bộ bé gái của Tâm Chính Phẩm có. Trời ơi bữa nay nó rất là nhiều luôn. Đợi xíu nha, đợi xíu nha. Rồi siêu nhân xanh nè, siêu nhân màu xanh dương nha. Siêu nhân màu xanh dương. Và siêu nhân nhện màu xanh lá. Màu cuối cùng là màu xanh lá ấy ơi. Nếu xanh lá còn em xanh lá nha. Hả chị có hả? Áo khoác cô Tông bé gái có. Em có khoác cô Tông luôn. Rồi chốt mẫu này comment em lại luôn nha. Nhện. Chốt nhện xanh lá comment nhện xanh lá luôn. Đó size 12 32 kg thoải mái. Đó nhện comment nhện xanh. Like mấy bộ cô Tông. Cái gì cô Tông chính phẩm chính hết nè. Rồi bộ này hồi nãy còn bộ nè 90.000. Chốt mẫu này là comment màu nu nha. Con A Mông này màu nu, này là 105 mà size 105 size đại mà còn bộ cuối cùng size 30-32 kg nè, size số 12 đó. Rồi chốt 90 comment 90 nha. 90 màu nu. A Mông này 32 kg nè, 30-32 kg. Chốt màu nu comment màu nu 90. 90 nu. Có khoét thun gân cho bé 30 kg không hả? Em không có khoét thun gân mà em có khoét ngân sơ hả? Khoét bé gái gì khoét gì? Khoét khoát không hơi trong khoát gì cái gì bữa mình có kìa, khoát trong nắng, khoát trong nắng. Rồi cái xài đó, cái vải to xe đại đó ở 30 kg á, ít một ít hai ít gì á thì phải làm lên với ít hai ít gì á, 32 kg. Cái này là bộ giả riêng chai nè. Inbox bà nó thiệt chứ kêu bà kêu like xong rồi mới kêu inbox. Một hồi người khác vô là nhiều khi mấy mẫu tôi like lại là khách chọn đó ba.
nè, mấy mẫu này là cô tâm chính phẩm nè, hết hết nè. Có mặc cái dạy này không? Size 12, 13. Còn không thì giờ chút nữa lai lại. Còn mấy em này cũng có size luôn nè. Cái này là cô tâm xuất. Cô tâm xuất mà 33, 2 kg là phải mặc với cái này là 75k một bộ luôn nè. À, không phải xem xong, rồi. Nè, xanh lá nè, cái này là hàng xuất nha, 75k một bộ đó. Mẹ lấy được mẫu này còn đây là 75 nha. 75, 75. Mấy cái này là cô tông xuất nè, như là nó là HM hoặc là gác rồi hot cost rồi nè đó. Nhưng mấy em này cái này là 75 keo bộ nè, 75 75 nha. Nó còn màu á, màu xanh lá nè, màu đỏ đô nè, rồi 75 k size đại với trai nha. Chốt mẫu này còn mấy đỏ đô luôn ha. Mấy này là cô tông nhưng mà cô tông hàng xuất, nói chung là vải rất là mát, thấm hút mồ hôi mà cái hình này rất là bền luôn á, rất là bền luôn. Lên áo lẻ cá luôn hả? Trời ơi có. Rất là bền luôn. Rồi như hip hop nè, hip hop thì có mấy mẫu như vậy. Cái vải trai đỏ này qua nó chưa ra luôn. Nè. Hip hop với trai thì nó sẽ có cái mẫu này. Mẫu này là để xem như vậy người ta 120 nè. Cái này là 135 mà xem 120 nha. 135 mà xem 120 nha. Có mấy cái mẫu là size 17, size 16. Cái này còn size 30kg à, 30kg chai nè, mẫu này có size đại chai nha, size cồ chai chứ. 120 và hít hết. Nè có màu đỏ này, như mấy mẫu như thế này ha, in trước in sau về đây. Rồi túi hai bên là 120 đó. Rồi size này 30kg mặt đẹp nè. 120 có màu cam với là màu xanh, màu xanh với màu cam hai màu. Giống mẫu luôn nhưng mà chỉ khác màu thôi ha. Rồi màu xanh nè, chút xanh còn bên xanh luôn. Size này là 120 nha, size này là 28-30kg thôi, 28-30kg đẹp cây đầu. Màu xanh với lại màu cam, hai màu. Đó, hít hết chai đó, hít hết xanh cam. Rồi giả riêng này để coi em, giả riêng này còn size không? Giả riêng này cũng có cồ. Để em chiếu nha, em xay mẫu nha. Chứ à, có mẫu gái 50kg không? Có, còn. Em còn gái 50kg em vẫn còn. Ủa xe 14 cho em mà. Đại cồ dồn ở đây luôn á hả? Đâu nè, đại nè. Đại đại 14 luôn. 14 là nó có cồ. Đại 11 là 28kg. Mà đại 14 là 34-36kg. 34-36kg. Cô không có cái nào vô sai luôn. Rồi áo khoác này dùm em nha. Em ba cái này có mẹ chỗ được không? Rồi hết là bước 2. Gừng nó là nó dài giống như cũng không phải là con biết cái xương xương hay là sao. Ba chục ký một cái này vừa không vậy? Một cái này ít không còn gì luôn. Hợp bốn cái tầng dít bự quá. Ờ nhỏ quá, nhỏ à. Ờ khoác nè, khoác xương xương nè. Vậy 59.000 cái luôn. Mày nào lấy mẫu này comment 59 nha. Còn một xanh ngọc, cái này khoảng 28kg nè. Mày nào chốt xanh ngọc comment xanh ngọc nha. Sale 59k luôn, màu xanh ngọc. 28kg, không còn hai cái. Mày nào lấy xanh ngọc comment xanh ngọc, mày nào lấy xám comment xám nha. 28kg mặt vừa ha, màu xám với màu xanh ngọc. À đấy áo khoác comment áo khoác 59. Khoác 59k chú em khoác 59. 59 màu xám, 59 màu xanh ngọc. Cô tâm chính phẩm bé gái size 50kg. Cô tâm chính phẩm gái size 50kg. Cô tâm chính phẩm giá size 78kg nữa. 78kg đùi như vậy à, đùi. Đùi đùi lại cái vàng nãy đi. Ừ. Đùi lại cái vàng nãy. Sao rồi? Đùi cái gì? Đùi. Tại vì nãy em có màu đùi mà cái đó là váy mà. Đó sẽ cô gái đi. Ờ, con vịt. Ủa cái này là ấy nè, cái đùi này là còn nữa nè, một cam nữa nè. Một cam. Đùi em còn một cam nữa nha, 50kg nè. Chút vịt comment vịt cam luôn. Trời ơi con vịt này 85k nè, chút vịt comment vịt cam 50kg nha. Vịt cam 50kg luôn, chút vịt comment vịt cam luôn ha. 50kg ok luôn nè. Mấy giờ? Ờ 50kg. Là size 50kg hả? XL luôn. Chút vịt comment vịt nè. Con vịt đen, vịt xanh, giờ còn vịt xanh nè, còn vịt đen luôn nè. Xanh đen cũng còn luôn. Rất xanh và men xanh nha.
màu xanh và màu đen. Xanh đen. Không, váy chống nắng hả? Không có váy chống nắng bà ơi. Có nhưng mà nó dạng nguyên cái quần luôn chứ không phải là váy. Nè, cái này là cô Tâm chính hỏng. Hàng này nó sẽ có 50 kg hả? XL luôn á, SML 50 kg. SM L cũng phải vừa. Đây, bộ này là bộ xá lị. Còn bộ này là của Suvikis nha, 50 kg nè. Bộ của nó hai túi hai bên nè, quần đùi 50 kg. Cycle rồi 110 nghìn nè. Mày lấy được mẫu này comment em lại 110 nha. Nó là của Tâm chính phẩm mà cycle đó. Chốt được mẫu này comment em lại màu hồng là hồng tím nha, 110 ngàn 50 kg. Chốt được mẫu này comment là thỏ hồng, thỏ hồng 110 50 kg nè. Rồi thỏ tím, thỏ tím hai nè. Em đang lấy xe cồ nha, mẫu này là mẹ bé đó, nhí đại cồ đó. Rồi chốt mẫu này comment lại màu này là màu tím ha, thỏ tím comment thỏ tím nha. Này được thỏ tím comment thỏ tím luôn, nó là quần đùi này luôn ha. Rồi thích quần lửng thì có quần lửng, anh đang lấy quần đùi. Chốt thỏ comment thỏ tím. Lửng thỏ này 110 luôn. Chốt thỏ comment thỏ tím 110. 110 thỏ tím nè. Còn set này là set lẻ. Set này là nó từ 40 cho tới 60 kg mặc vừa nha. 45 tới 60 kg thôi. Size SM là XL đó. Này là set mà bộ kiểu nè. Hàng của xá lị Seiko. 100 bộ này là nhiêu ta? 125k một m set như thế này nè. Đó, mẹ chốt được mẫu này comment lại 125 nha. Nó có màu nu với lại màu xanh lá hai màu luôn. Kiểu tay của nó là rộng mà lửng tay vậy ha. Có quần lửng không? Có quần lửng. Rồi chốt được mẫu này comment lại màu nu nha, 125 nè. Set bé gái. Chốt nu comment nu 125 nha. 45 kg cho tới 60 kg mặc vừa. Cái này là mẹ bé mà cặp được luôn á. Ví dụ mẹ mình thích mặc được cái mẫu này luôn ha. 125k một set nha. Có màu xanh lá và màu nu. Này là cycle hàng của xá lị. Hàng của xá lị là hàng xuất khẩu, chuyên xuất khẩu á. Chất của nó rất là đẹp luôn. 125k một set như thế này. Đó, phải nè. Mịn nét luôn. Quần của nó là có dây rút thật như thế này luôn nha. 125. Này là chốt được set này comment giúp em 125. Quần này là quần cô đông da cá nha mọi người. Đó, dây của nó là dây rút thật luôn nha. Size là từ 45kg cho tới 60kg mặc thoải mái luôn. 45 tới 60kg. Rồi, mấy cái set này mặc đi học đi chơi cũng được hết ha. Chốt được mẫu này comment là màu xanh nha. Có màu xanh với lại màu nu hai màu. 125k một set. Nu và xanh hai màu 125. Ở đùi cam tím. Đùi cam với tím nè. Đùi cam với tím 101. À, thỏ tím. Thỏ tím là cái gì vậy? Thỏ tím 50kg. Ờ. Không, sen L. Sen L 50kg. Sen L, SML, sen L, sen L 50kg. Còn cái này là size của mẹ nha. À, không phải là size siêu cồ luôn, của hàng của xá lị đó. Áo của nó lửng lửng vậy, người tay lỡ ha. Còn set sen xích từng đùi, cái này giống như là một cái xích bộ rẻ bình thường nữa. Của người lớn mặc được luôn nha. Mẹ bé đều mặc được xích này luôn ha. Em có màu xanh lá với màu nu á. Mẹ lấy được màu gì comment lại cho em nha. Màu xanh lá và màu nu. Màu nu và màu xanh lá hai màu rất là đẹp luôn. Học tên của Nam Nhi màu nu và màu xanh lá. Xanh 125 của Nam Nhi luôn. 115 hả? Không, cái đó 110. Còn bộ này. Bộ xá lị là 125. Bộ này 110 luôn. Xá lị chết thì có bộ lửng luôn nha. Hả? Lửng là size L. Size L hết. Size 50 kg hoặc size L. Ngố này em có ngố bò nè, ngố bò có HL rồi lấy em kêu 70-80%. Cái cô là 200 nè, tùy dần. Cái cô là 100, ở trong đây còn mấy bộ ngố. À, có ngố mà. Size 50kg mấy bộ ngố mình lại size số 17 mặc vừa. Thỏ tím bé bao nhiêu hả? Bé nhỏ của chị là thỏ tím hả? Bé nhỏ của chị mình đâu có đâu. Mẫu này chỉ có nhí cồ đó đúng không? Nhí. Không có đại, không có đại. À, không có đại, chị Bảo Yên ơi, thỏ tím không có sai. Mẫu khác đi. À, thỏ hồng em có sai bé nhà chị nè. 95.
8595. Cái này là 3D đùi. 3D đùi. Kiểu này mẹ mặc cũng được, bé mặc cũng được. Mẹ em cũng còn mấy bộ này. Kiếm được bạch 59.000 rồi. Bữa còn mấy bộ đùi mà đùi trọng á. Đùi mà chung đi lô ngốn. À có ai lấy áo lẻ không? Đùi áo bé bự nè. Áo bự. Nè, áo thì áo có tốt nè, con rộng nè. Đây. Thấy nó rồi. Đây. 50kg thằng này lên đi size S là được ở trong này. Này nó rất là to, size S là được. Size S 50kg hả? Thử à. 50kg thôi mặc size M. Xanh 25 em đã lấy rồi. Cái này là ngố cho mẹ nha. Mẫu này là cũng 55kg qua đầu. 55kg qua đầu này. Áo của nó là sẽ phơm rộng lắm cho mọi người, cho nên là đó, về được nó sao áo bự dữ, nhưng mà thật ra cái quần của nó là phơm ngố nha. Mà cái quần là chất này là chất gân á, mặc lên là ôm lên cái phần đùi nè, còn áo là áo phơm rộng. Hàng này Quảng Châu mà chất phun lạnh luôn, chất phun lạnh luôn. Mà còn hai màu này em đớt em sale 75k một bộ luôn. Rồi ai chốt được mẫu này comment 75 nha. Em còn màu xanh đậm với lại màu xanh nhạt. 55kg qua đầu ha, bé hoặc mẹ gì mặc cũng được hết. Đó là bộ ngố cái này nè, nó cũng là túi zip về luôn nha. Bộ này 90 mẹ em sale 75 nè. Ai lấy được mẫu này comment lại em màu xanh đậm và màu xanh nhạt hai màu ha. 75 xanh đậm, 75 xanh nhạt. Đây chất siêu mát luôn. Rồi chốt được xanh nhạt comment xanh nhạt nha. Nó là chất gân. Chất gân rồi phải coi vậy á, 55kg qua đầu ha. Rồi mẹ chốt được mẫu này comment lại màu xanh nhạt. Xanh nhạt 75, xanh đậm 75 luôn. 75 xanh đậm, 75 xanh nhạt. 75 75. Nó hàng Quảng Châu luôn đó. Con của nó là chuẩn phông ngố nha, quần ôm mà áo phông rộng. 55kg qua đầu. Còn mẹ nào trên 1m6 thì mặc được 60kg ha. Trên 1m6 thì mặc được 60kg luôn. Trên 1m6 thì mặc được 60kg. À, ngố gái cồ nè. Ngố này là cho bé 50kg. 50kg em có màu tím và màu hồng. Màu tím hai màu. Đây. Đó là ngố bé nhái nhưng mà cô Tâm chính phẩm nha. Ờ mà con em mở nó cũng bự thiệt ha. Để cho nó bự không ơi. Cái phơm thằng này nó bự hơn cái phơm thằng sọc kia màu chai nè. Thấy đó. Hết là ok. Ấy thôi. Hết là màu hồng. Cô Tâm chính phẩm. Bộ mà 3D gái trước á. Size 18. Ừ 18 hỏi máy. Nè cái này là bộ ngố nha. Ngố này cũng mẹ bé luôn nè. Nhưng mà cái này bé 50kg thì mặc được cái size này ha. Size 50kg là 100k một bộ. Nói mày lấy được mẫu này comment là 100 nha. Nó là qua size cồ rồi đó. Mà đó là cô Tâm chính phẩm nữa. Hôm nay thì cái mỗi mẫu giá của nó, nó đều đi đôi với chất lượng. Hàng này là hàng HL nha. Mẫu này hết size rồi. HL này. Em còn bò tím nè. Cái bò tím comment bò tím. Đó là quần ngố. Quần ngố cái này luôn ha. Chú được bò tím comment bò tím. 70-80 còn xe cồ. Xe cồ này là 100k nha. 70-80-100. Còn mấy cái này là bộ này là bộ thun lạnh bé gái xe cồ. Thun lạnh bé gái xe cồ bình thường là 65-80-95. Cái này còn rất size em xả 50kg nè. Bé 50kg mẫu này ha. 80.000 luôn là bằng với giá xe đại đó. Size 50kg. Nó mấy dạng 3D như thế này nha. 50kg em đảm bảo thoải mái luôn. Size số 18 cho mình ha. Rồi là 80.000 một bộ luôn nè. Chốt lên mẫu này comment là 80 nha. Để có vàng nè. Chốt vàng comment lên vàng vàng. Mấy mẫu này đúng mẫu của bé gái. Mấy bé nhỏ mặc luôn á. Chốt vàng comment vàng 80. Mẫu này có màu vàng 80 nè. Size 50kg bé gái nha. Được vàng comment vàng ha. 80 màu vàng. Màu xanh. Nó có lấy thun lạnh thì em đang thun lạnh thôi. Em qua mẫu khác ha. Rồi màu xanh nè. Chốt mèo comment mèo xanh luôn nha. Thun lạnh kia 80k xe cồ mà bằng giá xe đại luôn rồi. Rồi chốt màu xanh comment màu xanh. Màu cam là 3 nè. Doraemon cam nha. Chốt cam comment cam. Size 50kg. Chốt cam comment màu cam. Size 50kg. Áo chống nắng này mà áo váy áo dài chị thầy. Áo quần hả? Ừ áo quần. Màu màu cam. Màu cam. Màu vàng. Màu vàng luôn 80.000 nha. Cái này là size cồ 50kg lận đó. Rồi chốt vàng comment màu vàng nha. Thích cái dạng này hay là thích dạng đơn giản. Rồi và màu hồng.
màu hồng nữa là hết màu. Chốt được màu hồng comment màu hồng luôn. Đó, size 50kg. Mày lấy được màu hồng comment màu hồng nha. Size cồ mà 80.000 một bộ. Không lạnh mít kia luôn. Chốt 80 comment 80. 80.000, 80.000. Ủa còn vịt cam không mày lấy cho người ta. Vịt cam người ta lấy không ta? Vịt cam này 50kg nè. Ca 50kg không còn bộ nữa nha, 85k đi nè. Có vịt cam này ai lấy một sót ngoài không ta? Còn bộ của vịt cam 50-55kg. Ai lấy vịt cam không? Bà sushi. Bà sushi nè. Màu hồng với lại màu xanh. Đó, 75k một cái áo như vậy nè, kèm với lại nó giấy như giống như là quần gì đó nha, không phải váy đâu, nó liền luôn nè. Đó, liền luôn cái này ha, hơi bị dài á, nói chung là phải 1m2, 1m3 đủ lên một cái đường, 1m3 là ok nè, 1m3 là mặc được. 75k một cái áo dài ha, nên mẹ lấy được mẫu này comment lại 75 nha. 75 mẫu này là 75 nè, có màu hồng cam là 1, màu xanh dương là 2 nè, màu xanh dương là 2 và màu xám là 3. Cái dạng quần liền luôn á, chút sáng là men sáng. Đây là sáng là ba, à một, rút lộn, lộn, sáng đây. Ba màu. À, lên mẫu hết, rồi lấy mẫu này comment là màu sáng nha. Đó. Cái này dài lắm, nói chung là bé cao phải 1m3 trở lên, 2m3 trở lên mới mặc được. Thắt là không mặc được, có comment. Không comment chứ có comment. Rồi ba màu. Áo này trắng nắng. 30kg, 32, 34kg quay đầu đi. 32, 34kg quay đầu. 1m3 trở lên là mặc ok nè. Màu hồng, màu xanh, màu sáng. Hồng, xanh, sáng, ba màu nha. À, còn mẹ nào xem like còn đùi cho bé thì comment lại với em luôn nha. Xanh, sáng, ba màu. Rồi đồ gái cô Tâm chính phẩm. Màu vàng. Đùi gái nè, 110 em có màu vàng. Đây. Còn màu vàng này nữa. Lấy tôi cái hồng size 26kg nha. Ừ ok. Cái hồng size 26kg màu hồng. Cho bà đi xe nhỏ nhất nè. Lên áo lẻ luôn hả? Màu hồng. Này là của sushi. Đây nè, 50kg nè. Em còn bộ thỏ vàng này nữa nha. Size 50kg thỏ vàng 110. Nên mày lấy thỏ vàng comment thỏ vàng nha. Size 50kg thỏ vàng 110k. Vải siêu đẹp luôn. Trời ơi, cái vải này nhức nách luôn. Nè, chốt vàng comment vàng 50kg nè. Thỏ vàng 50kg. Chốt thỏ comment thỏ vàng. Tay gấp lăng thế này ha. 50kg con thỏ màu vàng. 50kg. À cô Tâm chính phẩm. Thấy ai thấy à ơi, lấy đồ lửng hay đồ lửng hay đồ đùi. 75 hết anh. À. Bé mình 50kg là lấy đồ à, quên 26-27kg là lấy gì? Đồ lửng hay đồ đùi chốt lại luôn nha. Cho xem hả? Cho xem đồ bé gái 25-30kg, đồ 3D gái 25-30kg. 3D gái size số 10, 11 10, 11 thì được hả? Size 10 và size 11. Nè, cái em này có size 50kg nè. Không có nè. Lẫn hả? Ờ. Hello mẹ Thu Thủy. Ủa, Thu Thủy hả? Thu Thủy ơi, có comment gì em không? Em không thấy comment gì hết á. Em thấy mình chấm nè. À, lên lẫn đi hả? Rồi, lẫn có mấy mẫu mới đây nè. Lẫn mấy mẫu mới nãy đâu rồi. Lẫn 3 màu mới. Lẫn có 3 màu mới, 4 mẫu mới luôn. Em Thanh thì sau cái quạt có một cục mà hình hình con gấu mà có trái dâu á. Mà lấy size số 10 mấy á thảy giùm chị ơi. Con gấu trái dâu size số 10 mấy. Rồi có ai còn áo size cộ. Áo này là cho size nha. 40 kg cho tới 55kg quay đầu. 45 tới 55kg. Nhẹ áo có đắp tớp cái này nè. Đó, chưa?
45 tới 55, 40 45 cho tới 55 ký ha. Ngồi tay phòng mình hết nữa ta. Nè, nó mát như thế này nè. Đấy, trong thời gian hả? Mặt cờ nào? Ờ, đưa chị cho nhìn cho này. À, size số 10 mấy á, size số 10 mấy là được. Ủa, có. Mặt cười lớn đây này cho anh. Cái đó là nãy đem xe cộ sao? Nè áo crop top này nha. Size này cho bé 45 cho tới 55 hoặc 60 kg mặc được. Mẹ mặc được cái này luôn. Cái này thì em có mấy màu luôn nè. Áo này là áo crop top Quảng Châu. Crop top mà hàng Quảng Châu ha. À, 70.000 một áo như vậy nè. Mẹ chốt được mẫu này comment em lại 70 nha. Này nè Quảng Châu nha mọi người, nó sẽ có hai hình ha. Đây là hình gấu cầu vồng nè, hình gấu cầu vồng. Và nó có nhiều màu lắm, màu đen nè, màu hồng nè, màu trắng nè, màu tím nè. Đen hồng trắng tím và con bò. Bò này cũng có mấy màu luôn. Ai cần áo cồ thì lấy áo cồ nha. Áo cồ 70k một áo. Rất văng nó mát lên 70.000 nha. Chốt được áo cầm em áo 70 ha. Nó kiểu crop top như vậy nè. Mặc với lại quần sọt hoặc là chân váy mơm rồi rất là cưng luôn ha. Chốt được mẫu này cầm em này mẫu này nha. Quần nét riêng cũng cưng nữa. Áo crop top 70.000, áo Quảng Châu. Size cho bé từ 45 cho tới 55 kg. 45 55 ký thoải mái nha. 45 55 ký, mày lấy được áo thì comment là em ha. Còn xem mẫu thì em cái màu thì em ra màu ha. Nhưng một cục nó có mấy màu như này nhỉ. Nó là resize nha. Mẫu đó là resize resize. À, gấu. Nè, cái set này nãy cũng có size nữa. Cái hàng ơi, set bé gái nãy cũng có mẫu này nữa nè. Mẫu này size 28 kg, 28 kg ok ha. Mẫu này là có size từ 23 kg cho tới 32 kg mặc thoải mái nha. 23 tới 32 kg. Chân váy của nó là sáng nha. Chấm mi này ha, bệnh nó kêu gì. Rồi, có quần đùi ở trong luôn. Rồi áo của nó tốt nè, xếp hồng này cưng quá. 85k xe đại, mẹ nó được bỏ này cầm đây là 85 nha. Chút khuế này 85 nè, 23 kg cho tới 32 kg. Mẹ chút được hồng cầm đây hồng nha. 85k luôn, hãy like shop màu này nè. Rất là hồng, comment màu hồng 85. Rồi bây giờ qua ngố. Ngố gì? Không có à? Con ngố này có hai mấy ký, hai mấy ba mấy ký luôn nha. Nè 28 ký nè. 28 ký, size số 11. 90.000 một bộ. Đó, mẹ lấy được mẫu này comment là 90 nha. Quần của nó là quần lửng. Quần lửng thoải mái luôn, khoe như thế này nè. Chốt 90, comment 90. Mẫu này có size 10 ai 28 kg nè, size số 11 thoải mái nha. Chốt được 90, comment 90 luôn. Có màu kem là một nè, màu xanh ngọc. Cục này nãy chị thấy cho em rồi không? Màu xanh ngọc là hai nè. Hả? Váy hồng mà đầm. Kiểu gì? Váy hồng mà đầm hoa nhí á là cái gì? Váy hồng mà đầm hoa nhí là cái nào? Váy hồng mà hoa nhí à? Hồi nãy là lấy rồi, ý là thêm cái mẫu này nè, có mẹ nào chốt được mẫu đó comment lại nha. Còn cái mẫu hồi nãy là chốt rồi. Bữa nãy cô Thúy Hằng có chốt có xuất trên quán nào không ta? Không, phải Dương Thúy Hằng. Không có hả? Dương Thúy Hằng size số 10. Size số 10, váy hồng. Váy hồng mà đầm hoa nhí. Váy hồng mà đầm hoa nhí. Váy à. Ừ. Nè, màu xanh ngọc nữa nè, 90.000. Cô Tâm chín phẩm gọi đẹp 90. Này là like ép luôn á. Chứ gặp ra mấy cái dạng ngố nhau lửng như thế này nè. Cái này là lửng nha chứ không là ngố đâu. Nó là quần lửng. Còn quần ngố là nó ôm hơn, phơm nó ôm hơn, nhỏ hơn nha. Màu xanh ngọc là 2 nè. Màu xanh ngọc là 2. Vàng. Ồ. Ủa chị vàng màu hồng nữa hả? 4 màu luôn á. Vàng hồng đậm. 4 màu luôn. Bốn màu của Tâm chính phẩm. Mãi rất là đẹp luôn. Màu vàng nè. 90.000 ngày mai lấy không? Hả? Còn mai lấy này không? Không biết. Ngày mai bà ấy bà kêu like và bà kêu. Thôi. Rồi màu vàng nè. Chút vàng comment vàng nha. Màu vàng. Và màu hồng đậm màu cuối cùng. Màu hồng đậm nữa. Nó lấy được màu gì chốt lại luôn nha. Màu hồng đậm là màu đây. Hồng đậm. Đây là từ 24 kg tới 38 kg thoải mái nha. 38 kg thoải mái luôn nè. Hả? Bữa em chốt set áo cá mập đỏ đầm bi. Đấy, em thấy có áo cá mập.
chân váy hoa nhí hả? Áo cá mập chân váy hoa nhí. Ờ rồi đấy, mẫu này comment lại Hồng nha. Bữa nay 85.000. Rồi Hồng nè, Hồng lửng, chốt Hồng lửng, comment Hồng lửng. Rồi size 28 kg nha. Mẫu này có 4 màu nha, trời ơi 4 màu chất siêu đẹp luôn. Không phải, mẫu này bữa ba lấy rồi. Đúng rồi. Bây giờ ba lấy màu hồng. Gì diễm phải không? Hả? Hồng lấy hả? Ừ. À này không có xe đại. Mẫu này không có xe đại, chỉ có xe nhí thôi hả? À. Cái này không có đại hả? Màu hồng này không có đại hả? Hồng cá có xe đại không? Nè xe đại là nó qua màu này nè. Nó qua cái màu hồng chữ này nè nha. Còn cái hồng cá này thì không có xe đại, chỉ có xe nhí thôi. Không, hồng cam thì có chứ hồng đó là không có. Hồng cam. Vàng có size nè, có lấy vàng cá không? Vàng cá thì có size luôn. Cá vàng cũng có size luôn, hồng thì không. Hồng thì không, chỉ có cá màu vàng thôi. Còn lửng này nè, lửng này là lửng cái dâu nè. 28 kg nè. 100k nè, chốt mẫu này comment lại dâu nha. Kiểu này tay của nó là tay sát như này ha. Nhí là 90, đại là 100. Rồi mẹ lấy được mẫu này comment lại 100k nha. Cái này là đấu, cái này tư tâm chính phẩm, không bắt chiếc không biết nó sao, nhưng mà mấy cái hàng này là rất là mới. Mẫu này rất là mới mà chất của nó là tư tâm chính phẩm hết. Đó, mẹ chú được gấu comment gấu nha. Mấy cái dạng mà tay con vậy nè, một cái lô mới đó. Mấy được gấu comment gấu. Gấu 90 sang nhí cho đại là 100 ha. Nhí là 90, đại 100. Mấy cái mẫu này thì nó có giá hết rồi nên là like nhanh thôi. 90 và 100 quả siêu đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Hoa nhí thì không có hoa nhí. Áo lẻ bé gái mà size 26 28 kg, 24 26 kg chứ. Áo lẻ gái. Rồi bà có mặc ba lỗ không Sushi? Sushi có mặc ba lỗ không? Áo bé gái xe đại, áo bé gái xe đại về mẫu gì ta? Áo lẽ bữa giờ áo xe đại hả? Không, tôi thấy rồi, có like bộ dài sọc trắng, giờ còn size 10 kg không, bộ gấu, hai gấu size 10, ok, gấu size 11, lúc size 11 của em chị thôi, gấu của Thúy Hằng, bộ dài sọc trắng, ở đây nè, số lưng tôi nè, phải màu này không? 45.000 đúng không? Ở ba lỗ cũng được hả? Phải bộ dài này không? Vậy cái bộ màu hồng gấu kia kìa. 10 kg nè bà ơi, số 2 nè. Phải bộ này 45 không? Chốt nè, size 10 kg nè, sọc trắng 45k nha. Ừ đúng rồi, 45.000 nè, phải bộ này chốt ok ha. Nè nào còn size này comment lại em nha. Bộ tay dài, trai gái mặc cũng được hết ha. 45k một bộ. Chốt được 45, comment 45. Thun lạnh bé gái size 10-11. Ủa cộng lại cái đơn đó luôn hả? Chứ bây giờ cái nó đang hơi bị lộn rồi đó. Thun lạnh gái size 10-11. Rồi ok. Bộ này của Sushi. Cái này là của... Cái này là của Thúy Hằng nè. Dương Thúy Hằng. Đây là Sushi. Thúy Hằng. Ừ. Sushi 45. Dương Thúy Hằng. Bộ đó 100k. Bộ này là 45 nè. Rồi đợi anh xíu em ra, em like không lạnh nha, đừng đi nhé. Không lạnh còn mình nhiều á. Sọc mà trắng nè, ba độ trắng có gì, ba độ trắng. Ba độ trắng có gì nè. Mẫu này là 45k nè, đi rồi mà. Không, bỏ tên đó. Không phải. Tên gì? Sushi. Như thứ hai. 45. 45. Rồi, cái khách này còn gì màu trắng đây. Hết màu trắng. Chị Quỳnh Sang ơi, còn đó không? Chấm em chấm với. Còn nó chấm em lê mẫu bé gái. Còn đó em lai thông lạnh 3D cho. Chấm lại giùm em có nha. Còn gò bé gái, áo lẻ bé gái, xe đại. Cái này thì nó gái xe đại hả? Áo lẻ bé gái xe đại.
Đùi này cũng 50kg nè, hello chị Hương. À, cái này em còn rất màu, rất màu quá sáng. Cái này hôm trước em bán rồi nha, mà mẹ nào thì mặc rồi biết cái này ha. Đây là chất của nó là chất thun Thái á, thun 3D Thái nè, phải rất là co giãn luôn nha. Mà bây giờ nó cũng là tầm khoảng 50kg mặc ok đó. Em xả luôn 39.000 bộ nè. Ai lấy được mẫu này comment lại 39 luôn nha. 39.000. Mẫu này em xe luôn 39.000 cho hết nha. Tự nhiên cái này móc ra còn mấy bộ. 39.000. Chốt 39 comment 39. Cái này dạng resize đó cho 45-50kg mặc thoải mái nha. Chốt 39 comment 39 luôn. Rồi màu này là màu. Rồi chốt em mã số 2 nè. Mẹ lấy mẫu này comment mã số 2 nha. 39k luôn mã số 2. 45-50kg. Chất thun lạnh. Mã số 2 comment. Chị lên mấy mẫu, mấy 1kg hả? Ờ, rồi. Rồi màu xanh là xanh dương nè. Chút xanh dương comment xanh dương vô xì nha. Nè vải đang co giãn. Co giãn 4 chiều mát mẻ luôn. Chút xanh comment xanh 39k một bộ ha. 45-50kg thoải mái luôn nè. 45-50kg 39.000. Nè lỗ tan nát luôn. Bộ này như 70-75 vậy là xe xuống 59. Bây giờ còn mấy bộ luôn 39.000 nè. Ai lấy vàng comment vàng luôn nha. Chút vàng comment vàng hammer ha. Hammer đồ mệt đi. Chị chị hả? Nói đi. Hả? Một vàng 39.000 luôn. Vừa mà. Nhưng mà vải này mềm lắm. Ồ hết rồi, bộ này giống rồi, giống màu rồi. Bộ có hai màu luôn nè. Đó, 39k luôn nha. Mặc luôn. Mặc màu đen, trắng đen với mặc dễ mặc mà. Màu đen, màu xanh. 39k em còn mấy bộ nè, đó được mỗi người comment 39 nha. 39 vu xì nè. Trời ơi vải mặc đã luôn đó, 45-50kg. Còn vu xì là một nè. Rồi trắng là hai nè. Cái màu đó cũng đẹp á. Rồi với làm màu xanh. Rồi xanh chuột nữa, chút xanh chuột comment xanh chuột. Xanh chuột comment xanh chuột. Kiều Diễm đó là của đơn kia nha, là hai bộ riêng nha. Ờ vậy bộ bị lộn. Rồi, hết. Em chỗ ngồi có cái bộ caro màu hồng. 75 đi cho. Cái nào? Cho nó hết luôn. Mèo sang đó. Còn 11kg hả? Siêu nhân đó cũng đẹp đó. Ê mặc này không? Bộ này quá cưng luôn nè. Nè quần, quần ngố. Quần ngố áo baby doll nha. Nó mặc lên giống như chân váy vậy đó. Sao bự dữ vậy ta? Cái này cái máy nó bự dữ. Số 2 rồi. Cái này còn mấy màu nữa đâu? Ai đây kìa. Ừ màu xanh và một màu cam sữa. Đi đi màu cam sữa này. Mẫu này số 1 mới mặc vừa. Số 1 còn không? Còn số 2 không vậy? Không? Hết rồi, một cái còn luôn. Nãy giờ thấy ra đó là 3 dạ. Màu. Tính khoe 3 mẫu này mà cuối cùng mẫu nào còn á. 11kg. 11kg bé gái. Cái bông bông vậy là không có. Hết rồi. Mẫu bông bông là không có sai nha. Mẫu này là phải từ 10, 12 cho tới 18kg mặt mới vừa. 12 tới 18kg. Cái này là số 2 trở lên chứ hả? Số 1, màu cam sữa nè. Ủa? Cái số 2 hả? Từ số 2 tới số 5 quá. Số hồng kiểu áo baby doll vậy nè. Áo baby doll siêu cưng. Ở bên hông kìa. Ngoài á. Một nè. Một cũng thấy to quá. Cũng thấy to luôn rồi. Đồ nhí. Ê đồ nhí có mỏng này mới nè. Gấu. Bộ ngố con gấu. Mới vừa thấy ra. Thun lạnh gái. Ủa bà đâu rồi, bà đi đâu rồi. Thun lạnh bé gái size 25-30kg nè. Có đùi, có ba lỗ nữa. Có quần ngố jean gái 32kg không. Có. À cái mẫu mẫu quần ngố mà bữa giờ với đại cồ với gái chị thì với đại cồ gái quần ngố lửng lửng thế nè, nhớ không? Có đại cồ. Ừ nguyên một cục luôn ngay này ngoài bìa đó, màu màu xanh xanh đen đen thấy chưa, với đại cồ. Đại em này là 20 ừ lửng cái đại đại rồi. Ừ.
tay em cầm là size số 11. 28 30 kg mà thoải mái luôn nha. Nó là ngố với gái tay phồng thế này nè, 75k một bộ. Mà mẹ chốt được mẫu này comment lại 75 nha. Còn bây giờ còn màu vàng nè. Nó chuột vàng comment chuột vàng. Size số 11 28 30 kg. Em còn vàng là 1 nè. Màu hồng là 2 nè. Đây lấy hồng comment màu hồng luôn nha. Gấu hồng là 2. Size 28 30 kg, size đại bây giờ là like 75k nha. À, gấu, còn này là con báo nè. Báo hồng cũng nhiều bé mê lắm đó. Rồi mẹ chốt mỗi này comment báo hồng nha. Đây con báo hồng bộ lửng cái gái thương lệnh ha. Chốt báo comment con báo. Size nhí. Bộ này là size đại, size đại là 75k một bộ nha. Mẹ chốt được mỗi gì comment lại ha. 75 này còn gấu nè. Con gấu, con báo với là con chuột vàng. Rồi chuột chốt chuột comment chuột 75k nha. Chụp hình lắc thảy của em nha. Ừ. Gói lại luôn đi. Gói luôn luôn thì lắc cũng tốt đây. 75. Giảm cost thì không sao chứ tăng cost thì bà không biết bên bà đặt cái gì luôn. Ba màu. Size đại. Ba màu size đại. Đây. Thì ngố thì em vòng đây mẫu quần này. Size số 14. 14 nè, chính xác đi. Nè chị ơi buồn ngố. Qua gối nha. Như là có bo bo với là 95k một quần à. Lấy được bỏ là comment là 95 nha. Coi dễ luôn mà ngố size số 14. Rồi chút ngố comment ngố 95k. Thuyền viên gái nè 95 chút 95 comment 95. Cái này là nhí đại cồ luôn. Nhí đại cồ là size size từ 10kg mà cho tới 60kg mặc dừa luôn á. Từ 10kg tới 60kg mặc dừa luôn. Mẹ nào chốt mẫu này comment ngố nha. 85 95 85 95 105 105 101 85 95 110. Đó ai lấy được quần ngố comment quần ngố ha. Coi giãn. Phải coi giãn em có một màu này thôi. Cái mẫu này cũng mới về nè. Nó có đủ size với đại cô luôn á. Mẹ mình mặc được mẫu này luôn nè. Mẹ mặc được với đại cô. Chốt ngố comment ngố nha. Số 11 28 30kg nè, size 70. Chốt 70 comment 70 nha. Giờ 70 còn thở là 1 nè. Mon là 2 nè. Mon. Size này là cho bé 28 30kg mặc vừa nha. Rồi chốt mon comment mon luôn 70.000. Mon là 2. Màu cam là 3. Còn 3 màu ha. Xanh. Rồi chốt màu này comment màu cam nè. Con thở cam luôn. Có thở được thở comment thở cam nha. 70 size 28 30kg á. Chốt 70 comment 70. À mẹ nào đang xem like chấm comment nha. Bé gái mà size 11kg thì có cái gì gái size 11kg. Gái 11kg. Hôm là size đại đó, 80 mà giờ 70 luôn rồi đó. Mà like có 70 luôn. Rồi này con thỏ này thỏ hồng, comment thỏ hồng nha. Thỏ hồng 70. Đó, này là xem like chấm bê với. Giờ kiếm áo hả? Áo lẻ gái. Áo lẻ gái thì mình có áo lẻ gì ấy. Có một cái này dễ thương nè. Em bữa có xếp con trai. Đây, xếp trai được cũng chung hết rồi đó. Yeah.
cái này cưng lắm. 10kg nè, size 90 nè. Yukata dạng body đùi á, mặc cho nó lâu lâu mặc cho lạ lạ xíu nha. Mẫu này thì size từ 10kg cho tới 15kg thoải mái nha. 10 tới 15kg nè, yukata này nè, còn Quảng Châu luôn á, 59 nè. Đó, mẹ có lấy được mẫu này comment lại 59 nha. Yukata này trai gái gì mặc cũng được hết luôn, chốt 59 comment 59 nè. 59.000. Rồi bộ này nữa, bộ này cũng mấy chai siêu cưng luôn. Size này là size 100. Size 100. Nè, size 90 nè. Bộ này cũng 95 luôn. Ô quên, 59.000 chứ. 59.000. Quần hai túi hai bên nè, quần caro. Trời ơi, cái áo của nó là áo áo dạng ba lỗ thế này nè, rồi vạt bầu nữa. Nè, tối đây có túi đây luôn nha. 59.000. Rồi chốt mẫu này comment là màu nâu. Chốt nâu comment nâu 59 nha. Xách chai cưng xỉu luôn. Chốt thật đây luôn nè. Nâu comment nâu nha. Mẫu này là size từ 6kg tới 15-16kg mặc vừa ha. Chốt nâu comment nâu. Xếp Quảng Châu với chai. Đó, quần quần caro về. Rồi kèm một cái áo ba lỗ và cầu nữa. 10kg nè. 10kg. Là mẹ nào chốt cái này comment lại màu nâu nha. Chốt cái chai màu nâu 59k luôn. Chốt nâu comment nâu 59. Caro nâu 59.000. Áo khoác cu tông mà 30 mấy ký khoác cu tông mình. Còn người ta 30 mấy ký. Thỏ hả? Ừ, con gì á. Dù da cá à, còn con thỏ với lại hả, và có áo cổ tròn mà sọc say không, áo cổ tròn mà sọc mà có luôn á, bây giờ có mà áo cổ mà không có áo cổ tròn, áo cổ tròn sọc, rồi áo cổ tròn thì nó lại không có say nhỏ, áo cổ tròn sọc đâu có say nhỏ đâu. Sao nhiêu ký? 10kg. Có mà hả? Không, sọc bự á. Bà lấy sọc. Bà không biết bà lấy sọc gì nữa. Sọc số 2. Còn sọc. Cái sọc luôn. Sọc này được không? Không có sọc nhuyễn, sọc, sọc to được không? Sọc số 2, sọc nhỏ nè, giờ có sọc này thôi chứ không có sọc nhỏ. Đẩy em mấy cái áo khoác quá. Ừ. Nè, áo với chai nè, còn mấy cái sale 29.000 luôn nha, chốt được 29 comment 29. Bé nó 32kg. Nè, sọc trắng, sọc trắng là 2 nè. Có sọc này thôi chứ không có sọc nhỏ nha, lấy gì tôi like thêm chứ hết là không có size, không có luôn á. 20 nè, đen nè, nó dạng sọc to thế này luôn, không có sọc nhỏ. 29k một áo. 29.000. sọc đen vàng, sọc đen vàng. Rồi này là sọc đỏ nè, rồi sọc xanh lá nè. Chỉ còn mỗi này mới có sọc thôi. Ừ, bởi vậy mới nói sọc nhỏ thì nó lại có cổ, nó không có cổ tròn, không có cổ tròn rồi đó. Cũng còn hai cái hai màu thôi à, hết cái cổ. 21
cái này là 20 là nhỏ nhất á. Ừ. Đó. Này mà không có 24 mà. Còn hình cho cả bộ này có cái nào có 21 cho tôi lên nó. 21 luôn. Thì còn cái xích cồn này nè. Ở sau nó có hai cái lỗ tai nữa nha. Này là 20 rồi, bự quá vậy ta, khoảng 35 kg đi rồi. Cái này to quá à, phải 35 kg mặc mới được. Vậy là cái màu cam. Màu cam thì hết size sao á. 35 kg. Có mấy cái khoác dù á 35 kg còn có mặc được không ta? Khoác dù mà con nhỏ nhỏ anh chút. Mới về à? Không, khoác dù lớn. Khoác dù mà được mà mấy mẫu em chụp. Mấy cái phơn nhỏ nhỏ là ba mấy kg mặc được. Ai vậy hả? Sọc nhỏ hả? Hết đợt rồi. Hết đợt rồi người ơi, chưa có. Cái đó là đồ bộ đó. Nãy giờ có. Lấy chị xem. Lấy gì chị xem không? Không. Em chị Hương hả? Này em thấy em đưa chị à, này, đưa chị cắt cái quần à. Cái quần ngố, quần ngố riêng ngố này á. Chị dẹp rồi hả? Chị ơi có cái quần riêng ngố này thôi à. Không còn nè khoác này, nhưng mà nó là khoác khoác dù dù người ơi. L M còn có size em nữa. Em chỉ mới ra có một cái quần thôi. Ai nhỏ nhất rồi nè. Hai đồ bộ mà sọc nhỏ có được nè. Đồ bộ sọc nhỏ có cái gì nhất rồi nè. Cái này phải 35 kg mặc mới được nè. Cái này đẹp quá nè. Cái trai có gì là sọc mỡ. Không có là mỡ tết. À, mỡ kim. Bộ màu sao sọc xanh, sọc vàng á. Đây cái này được nè. À, được chị. Cái này phát dù nha. Dù mà trong có lớp lớp nữa mà xe đại á, 110.000. Đó mẹ có lấy được mẫu này comment màu đỏ kiểu thể thao á. Màu đỏ. Cái này cho bé lớn mặc được luôn nha. Cái này là phải từ 35 kg cho tới 45 kg mặc thoải mái. 35 tới 45 kg. Phát này nó rất là mát luôn. Nè phía trước cái này nha, còn phía sau nè. Phía sau là nó may đắt, nó làm kiểu đó. Trai gái gì mà cũng được hết. Nó dạng khoác thể thao. 35 45 kg ok nè. Này size XL của nó là 50 kg mặc vừa luôn. Mẹ là chốt được khoác này cầm đen khoác 110 nha. 110.000 cái đen khoác 110. Tại đây đen có quần riêng nãy đó. Rồi có màu đó với màu hồng. Màu hồng nữa. Màu hồng. Ê bà lấy cái mẫu này không? Mẫu này thì có 10 kg nè. Size nhí. 55.000 con chuột. Ai xem 10 kg đây. Chuột comment chuột. Nè, đây là đồ bộ. 55k một bộ này, chốt được mẫu này comment chuột xanh. Đó, chuột xanh comment chuột xanh. Tôi kiếm hết luôn rồi, tôi nhớ mẫu này mới có sọc thôi nè. Chốt được chuột comment chuột xanh nha. 55k một bộ. À nè chị ơi, đây cái quần này, cái này quần ngố gái, quần riêng ngố bé gái. Đây nó quần lửng vậy nè, 95k một quần á. Mày có lấy được chốt em nha. Size lớn nhất là size cồ tới 60 kg. Mẫu này là từ 10 kg mà tới 60 kg mặc dừa. 85 95 105 ba size. Nó chốt được quần cờ mem quần luôn nha. Nó co giãn mà nó qua gối luôn ha. Cái dưới nó có cái cu luôn nha. Rồi lấy được mẫu là comment luôn. 85, 95, 105, 3 size. Nó size size đại của bé là 95 đó. Còn sọc thì giờ chỉ còn mẫu sọc này à. Sọc gì nữa không có size nữa. Mấy bộ ba lỗ có màu rồi chị. Màu xanh. Xanh vàng. Hả? Vàng nữa. Không không phải. Cái quần riêng đó. Ờ ờ. Chị nổi quần riêng. Có một màu thôi chị ơi, màu xanh. Nè, áo này hả? À, ngố hả?
Ngố size 35 với 32 kg có chị. 35 32 kg là lấy size 13 14. Ngố 13 14. Ngố 13 14. Đây à. Hai tay. Sự thì quần jean thì em không có đảm bảo là không ra màu đâu. Nhưng mà chắc chắn là dù mắc là rẻ gì thì nó cũng có, sẽ có màu chút ít. Chứ không phải là không có thì mình nhặt riêng lần đầu tiên là được. Còn là nó đảm bảo nó sẽ không ra màu nhiều, nhưng mà nó mình ngâm thì nó hơi loang ra cái màu xanh xanh xíu thì chắc chắn là em nghĩ là có, tại vì cái quần mắc tiền thì nó cũng còn ra màu mà. Còn như mình ví dụ mình giặt riêng á một hai lần thì nó sẽ hết màu đó nha. Tại vì cái màu nhuộm á mấy đứa đầu tiên á là nhiều khi ít nhiều nó cũng phải có à. Rồi nè, bây giờ còn có hai cái con này thôi nè, 10 kg. Là hết sọc luôn rồi đó. Sọc chuột vàng nè, mới là sọc chuột xanh. Chuột xanh với chuột vàng nha, và xung si có lấy được không chứ bây giờ không còn mẫu nào có sọc luôn á. Sọc thì sọc ba lỗ. Chị ok thì lấy em chốt ra, em chốt hai cái quần ra nha, chứ thật ra là không phải là không đồ không chất lượng, nhưng mà em nói trước là nhiều khi quần jean mà mình bao không ra màu nó cũng khó lắm. Rồi chốt bé trai nè, trai cầm em chuột trai nha, sọc chuột nè. Sọc chuột vàng hoặc sọc chuột xanh. Chuột xanh, chuột vàng hai màu. Chị thì nhớ bộ bé trai mà ba lỗ. Đây, ủa không phải à. Áo của nó không có quần sọc, quần mới có sọc. Sọc. Ai ô xe sọc xanh. Sọc, thế. Cái này nè. Trời. Ừ, đấy. Sọc xanh xin xin. Xe máy. Lên ba lỗ sọc luôn nha hả? Ba lỗ sọc. Số 2 à? Ừ, số 2. Ê, có bộ này có sọc nè. Ba sọc không? Quần sọc. Ừ, rồi bà lấy chưa? Sushi. Ủa, anh là sao nhí không hết luôn hả? À cặp. Này là một cặp nè, nhưng mà thích thì lấy lẻ. Đây cũng lông nè. Này này hàng H&M nha. Nguyên một bộ luôn. Nè, sọc nè. Đó. Một bộ như thế này luôn nè. Mỗi bữa nay cho ta 10kg ok ha. Có màu xám với là màu trắng hai màu một set. Set hai màu luôn. Đó 120. Mẹ lấy được mẫu này comment là 120 nha. Cái này nó đi nguyên một set đó. Mẹ có lấy được thì chốt lại nha, chứ hàng này là hàng H&M thì giá của nó cũng cao lắm chứ không rẻ. Đang bán cũng sát giá lắm rồi. Mà thôi size nhỏ nha, sale này set này lấy set này comment lời 100k luôn hai bộ luôn nha. Nè vải siêu mịn luôn á. Em ha, túi zip thế này luôn nè. Ở chốt được mẫu này comment lại. Nếu mà lấy thì lấy cặp luôn nha, chứ một bộ tách ra. Một bộ thì 60, một cặp thì 100. Ờ sọc cũng đông có rồi hả? Hả? Tôi có rồi hả? Ủa vậy luôn hả? Có rồi luôn rồi hả? Hết rồi. Vậy là hết luôn á. Tính bà lấy cặp thì tôi sell luôn 100k cặp này nè, còn bà lấy rồi thôi tôi kiếm mẫu khác thôi chứ giờ sao. Hết rồi. À hai cái quần riêng cho chị Hương nhé, hồi quên. Hai quần riêng nè. Hai cái quần riêng. Rồi chốt hai cái em chốt chị 90.000 luôn. 90.000 một cái luôn. Nhìn coi trên ngăn trên còn cái nào sọc chưa bán nha. Sọc hết rồi. Hả? Áo này mở lấy rồi. Hai cái quần ngố. À cái sọc. Sọc dưới đây nè, dưới đây bữa có một bộ mà 12 kg đổ lên. Bữa sọc ba màu, một cam, màu xanh lá và xanh dương á. Quần thể thao nhá. Bộ đó thì nó bà có rồi luôn nha bà. À sọc xanh này hả? Ừ, ba màu. Nè, sọc này có chưa? Mình nhớ nhớ đi ra mà mãi ra rồi sao á. Màu đỏ đó. Nè, size nhỏ nhất nè. 10 12 kg.
À, chị lấy quần thôi hả? Quần mình còn gì nữa? Quần hả? Em quần ngố em không có, quần không rộng được không? Quần rộng cưng lắm. Ừ, quần không rộng không chị? Nè, bà ơi 10-12kg nè, có lấy được mẫu này không? Bộ này là bữa 59.000 đó. À, đây, rồi lấy mẫu này comment lại luôn 50 nha, 50.000. Con gấu sọc xanh lá nè. Để coi còn màu không? Hả? Size 32kg lận. Chỉ có mẫu quần không rộng mới có nè. À, em một mẫu quần không rộng thôi. 50.000. Giờ 50.000 đó, bây giờ còn màu xanh. Còn màu xanh dương thôi chứ không hết màu luôn à. 50 hàng Quảng Châu. Nè, nguyên bộ luôn nha. Có lấy được chi tiết lại chứ bây giờ hết màu rồi bà ơi. Ok lấy luôn giờ, cảm ơn nhiều. Đây còn một cam nữa nè, lấy luôn một cam đúng không? 50 xì. Bữa nay 59.000 đó. Bây giờ còn một cam nè. Ok có một cam luôn. Thích màu gì lấy màu đó. Lấy hai màu luôn này thì càng tốt nè. Đó chưa. Đây màu cam nè. 50.000. Chúc được cam comment màu cam nha. Mày nào lấy màu cam comment màu cam. Con gấu là con gấu theo luôn đó. Gấu 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 59. Xanh. Xanh có cam. Bé chị có mặc quần ống rộng không? Quần ống rộng mà size đại là 120.000. À, em lên thử cho mình có lấy được không như thế này. Vậy nè, có mặc ống rộng không? Sạch xanh dương hết rồi. Sạch xanh dương còn size to. Còn lại cái đi. Trả lời cái. Còn cái nó ế. Thôi hết thiệt rồi đó. Sạch xanh dương không còn nha. Đây nè, em còn quần ống rộng vậy nè. Chứ không có quần quần ống à, cái gì coi. Không có quần ngố, bây giờ còn quần ống rộng thôi mà ống suông đó. Cái này là mặc với lại áo của doctor. Rồi áo dây. Rồi mang về ba ta luôn rồi, rất là cưng luôn này nha. Cái này em có áo của doctor mình phối vô luôn ha. Cái nhí là 140, cái này là 120, cái cồ là 140, 120, 130, 130 size đó. Quần này là quần ngố. Ngố mà ngố ống rộng chứ không phải ống mơm nha. 140, 120, 130 hàng của Lay Lay. Nhí đại cồ 3 size. Đúng rồi, quần mấy gái, quần ống suông mấy gái nha. Quần ống suông mấy gái phối với lại một cái áo. Cái áo dây em bữa còn size 11, 12 vậy chị nè, còn hả chị? Nè, cái này phối với lại áo này là bao cưng luôn nè. Mặc đi chơi. Rất là thời trang luôn nha. Cá tính vô cùng. Có áo của doctor, có áo dây nữa. Áo dây là 65. Quần là size đại 11, là 120. 11. Ok chứ hằng đúng rồi đó. Đây nè cái áo này nữa nè. Áo này 65k nè. Thấy chưa? Áo hai dây nè. Có chiếc này là siêu cưng luôn. Siêu cưng cho teo. Nè. Ở mặt trước này nó dạng nè, áo dây mà dây yến ha, đơn giản thôi. Mặc lên siêu cưng luôn. Hả? Chúc chị một cái size 35kg dạ. Ok chị em. Áo dây thì em không có size nha, bây giờ em có quần thôi. Áo dây em mới size lớn rồi. Này của Thúy Hằng nè. Áo dây 11 là lớn nhất đúng không? Không, mà áo crop top thì còn size lớn nữa. Áo ba lỗ cũng có size lớn luôn. Có chị, có size bé chị luôn. À, áo dây thì không có, quần thì có nha. Quần thì có size. Quần thì em có sai, còn áo dây thì không có. Đi tiệc hả? Đây. Mẫu này cũng dễ thương nữa này, đi chơi, đi tiệc mang giày ba tay vô hoặc là áo có tay. Áo có tay mà áo áo dây hả? Có sai hay có. Áo dây còn sai nè, lấy không? 65.000. Áo dây 65. Hình như bữa còn sai nè, mẫu này còn sai nha. Số 9 thôi. 9 với lại 10, 9 10 11. Còn. Ừ, 9 10 mặc được rồi. Áo dây. Ờ. Em chờ chị một cái size 32 kg nữa. À dạ rồi. Ok chị. Mà chiếc à ok 32 kg này.
không có xếp này phối vô đẹp lắm. Khách em tới á, mình đưa ra cái xếp đồ nhìn mấy cung á. Nè, quần này là quần su mỏng rộng nha. Quần su mỏng rộng rất là thời trang luôn. Rồi lấy áo dây luôn. Mười. Có nha su si ơi, size 9 size 10 nha. Size 9 size 10. Hay là size 10 size 11, thích lấy size gì lấy. 10 11. À, lấy hàng. Sushi. Đây em. Cái mẫu có cali mà cũng có cali nữa nè. Sushi. Nè còn có size 11 nè, 28kg nữa nè. Còn có 28kg nữa nha. 11, 28kg. À quên nữa, lấy cái này cho chị Hương nó đi ta. Chị Hương này em lấy cái rồi bây giờ. Bây giờ là còn một cái size 32kg. À ok chị, rồi em để đây nè, 32kg. Chút nữa lấy thì hú em. Đây, bố bà có lấy cái này không? Bà Thúy Hằng ơi, cái này đẹp quá trời. Ê, lấy đâu đi mon không? Thôi đi mon mua lấy rồi. Áo của đám tết phải mềm mã màu vàng hay chị này? Áo màu vàng. Bà này thấy những cái bài hả? Đưa em à. Ừ. Em lấy cái này qua, lấy cái này chưa? Nè. Yeah. Rồi hoặc là áo có tay. Để em nhớ coi. Tay số 11. Bùng ra coi có cái sáu thể. Viền luôn đó. Bả đẹp đúng không? Không, ý là bả đẹp. À, cân à. 9 16 15 nè, số 6 nè. Số 5. Số trời ơi, size 21. 12 18. Mới sáng lấy ra treo. 18, 19. Ủa, mùa mùa đây, qua tuổi tiết đồng ý luôn là có biết lai lúc nào. Cái gì có không? Bà hay quá, không có bài xa là không hiểu bà đi. Thế là lùa quá bận. Không, nhiều khi nó thông báo nhiều quá rồi lên cái là nó cho nó thông báo đi không? Hả? Này 75 phải không? Ờ. Nào. 70. Trắng hả? 70 tiền. Là có thấy gãy giống thử thử có gì đó. Chốt luôn cái quần hoặc. Dạ rồi, ok chị. Size số 13 nè, kinh quá à. Đó, thiệt á, em nó thấy vô áo, nó áo rất tốt. Rồi đi kiếm cái áo nào rất tốt nào đẹp đẹp rồi có vô em. Size 28kg. Thời trang vô cùng. Gì? Thêm áo. Áo hả? Thêm nữa hả? Tay nè, phải lấy cho. Đang chờ bên này. Lấy quần này đi, lấy quần này mặc cái áo đó cho nó bước. Thêm đó hả? Ừ. Ô cắm hả? Có thêm 15kg em. Đó. 15 ký chắc mặc có gì số 2, số 3 gì được. Quần này ông rộng hơn nữa. Hả? Ông rộng hả? Hít xíu cũng mà được. Mà chơi được cân xỉu. Xỉu xỉu. Nè, có cái này thôi nè, có tay. Chị lờ, chị để nước bên sau lờ ở ngoài. Tay tay đại. Này không? Đó, em này thì size 30 ký rồi đấy, em thì mẫu Doraemon màu xanh kìa chị thầy. Còn chào, em đi quá. Em à, em lấy về em ở đâu? Ừ. Ê, cái mẫu này bữa có màu tím á, có cái màu tím là hình mới về à, lấy đưa em hay đưa em cái này để đưa em phải không? Áo dây hả? Áo dây em hết rồi, áo dây em còn có 28kg là hết luôn nè, ta lớn em hết rồi, đưa cho bả chứ nó lấy rồi, qua lấy rồi hả? À, đưa em cái áo ba lỗ ngay trước mặt chị thì sao lớn nè, áo ba lỗ được không? Cũng hối luôn cũng đẹp đó này không? Còn áo có tay đợi xíu nha, đợi màu mua trước lâu rồi mẫu nào mà cũng rồi bận đi cũ không có mới chứ thứ bảy thứ chín áo này áo ba lỗ nhưng mà cũng tương kiểu hoa lạ mà giờ cuối cùng không có sai luôn rồi em nha mới tìm á cái gì? À, size nó vừa không? Lấy mẫu khác. Cái đó mày lấy size nhiều rồi. Cái này tạm đi, cái đó chín nhiều. Cái đó đẹp đi. Trời ơi, người chỉ mấy tuổi. Cái đó có màu vàng với màu hồng nữa. Cái váy nó có màu hồng nữa đó. Áo. Cái gì mà cái áo mặc cái áo này coi. Đây, chờ xíu. Em áo á, chờ chị chút. Hôm nay chị còn áo chờ xíu đi, con hỏi là mới giả bộ mới mới đưa đi, nét là giả bộ mới mới cho nguyên nồi chờ chút, còn ngoan chị đưa ra
quên. Ba lỗ size lớn nhất hả mấy ký? Size nhỏ lắm chị ơi. Bây giờ em còn size số 10 là lớn nhất. Chị kiếp hôm qua còn không? Cái gì chị kiếp hôm qua? Còn nuôi kìa, ngay chỗ cái quạt kìa bà thấy không? 15 ký 3 cái. Đó là tới 200 cái trong đó. Bữa tính tính hôm nay nuôi là một cái đề mà đây hôm nay nó nuôi được. Em còn lớn nhất size số 10 à. Không vô à, Nga Kim mà có ship Kim Quảng Châu cho bé trai không? Có chị ơi, bé chị bao nhiêu ký vậy ạ? Bé chị bao nhiêu ký? Cái này em còn size 10 là khoảng 26 ký nha. Này có 26 ký nha, ba lỗ nhưng mà phía sau nó có mấy cái lưng vậy nè. Size số 10 nè, 65k size đại nha. Chốt được mẫu này comment em đỏ 65 nè. Còn size nhí là 55 size đại, size đại là 65k phía sau lưng ha, 26 ký. 26 ký lớn nhất rồi. Size nhí là 55. Size nhí là em còn size 20 ký nè. Còn size 12 kg nè. 8 10 và còn size 12 kg, 10 kg. 20 và 22 kg mặt dừa nha. À, set chiên Quảng Châu với chai size 16 kg. Quảng Châu jean thì em có set jean với chai thì cũng có nhiều mẫu đó chị, nhưng mà có thể là không phải là Quảng Châu nha. Có thể không phải là Quảng Châu. Nó là vàng Việt Nam chất lượng cao. Để em lên vài mẫu mình nhìn được không thôi, mình ưng không mời em lên mẫu tiếp. À, xếp jean hoặc là xếp quần giả jean. Xếp quần giả jean 16 ký thì em có nhiều đó. Quán vừa nó to chứ nhỏ đâu. Nhiều luôn. Rồi cái này em chỉ còn size 9, size 10 là lớn nhất rồi, size 10 là 26 ký thôi nha. Áo chắc phải em tìm. Ủa hôm qua em lấy cái này màu tím được không? Đúng rồi đó. Người thân bữa nay đi cái màu vàng nó vậy, em còn có khác là không khác. Cái màu vàng màu tím hai này không có giống mẫu nhau đâu. Ủa con chó hả? Không, nhưng mà không giống mẫu không như... Giống mẫu bà ơi. Giống mẫu cũng giống. Ủa vậy à, bữa giờ con đế luôn chị thấy. Ngoài là có cái căn số chỗ nào cũng khác đi. Con em bé lấy con Google luôn rồi hả? Con bé nè. Đây 16 kg nè, quần giả jean. À, áo ba lỗ đó mặc ôm hay rộng vậy? Mặc ôm nha chứ không phải rộng. Mặc ôm nó mới hở cái lưng, nó mới căng cái sau lưng ra. Chứ mặc rộng mà nó bị nhùng nhùng cái lưng lại đó. Không mà tôi quăng đâu nè. Để kiếm cái móc vô bộ này cho mọi người nhìn thử. Mặc ôm nha, nó mới thẳng cái lưng mà sao ra, không thôi là nó bị đùng đùng lại rồi. À, bà có áo đấy chưa chưa? Có đấy rồi, lấy hai cái áo dây rồi nè, mặc ôm thì nó mới căng cái chỗ này ra. Còn chị nhưng mà đang lu bu khắc quá em chưa có soạn mẫu được. Chị lấy quần hay lấy áo? Áo thì hết rồi. Áo thì để em coi soạn thêm mẫu nha. Còn để ý giống mẫu. Rồi mặc khác nhau. Cái này thì mặc ơn đó, chứ không phải mặc rộng đâu. Áo ba lỗ, áo ba lỗ giờ còn size 9 size 10 nè. Áo ba lỗ còn size 9 với size 10. Còn hai size bé nhà bà luôn đó. Nó có tay à. Có tay nè. Size 9 size 10, màu đỏ, xanh hả? Nè, còn có size 9 nữa nè. Hả? Size 9 hả? Size 9 là 24 ký thôi nha. 29 này là size 9 là 24 ký thôi đó, lấy thì ok nha. Nè, size 9 nè. Mặc ôm 24 kg. Nếu mà có bụng thì lấy size số 10, còn nếu như mà không có bụng thì lấy size 9. Size 9 đây. 24 kg là mặc vừa đẹp luôn đó. Rồi, lấy size 9 là size 10 chốt lại nha. Giờ một rõ này còn size 9. Rõ này còn size 8 thì 9 luôn. Con mới học về. Rồi. Dạ mẹ con mới học về. 8 9 10. Mẹ mấy màu sáng cũng không, màu sáng cũng không còn, nó khác chứ gì nè. Ừ, này phối tương quấy tương bánh luôn đó. Đen phối một cái 8, thứ 3 này, thứ 2 này. Thứ 8 hả? Hết màu sáng luôn, màu sáng rồi, màu sáng thì chút lấy tiếp nữa. Màu sáng hồi xanh hôm qua tính 10 luôn rồi. Rồi, áo ba lỗ. Em qua mẫu nha. Đi xe đôi. Cái này là xe 90 á, xe 8 90, ai lấy được thì chút áo em nha. Rồi em lên thử cái xếp jean này coi mẹ ưng không, mới xếp này coi ra tiếp. Nó là nhiều cái nó không cũng không phải là hẳn là xếp jean nữa, nhưng mà cái này nó xếp Quảng Châu nè, 59.000 xếp. Xếp riêng cũng được mà xếp này cũng xếp kiểu này cũng dễ thương mà. Ra đây hết rồi nè. Màu trắng, màu trắng. Áo của Doctor nào màu trắng không? Đây cái đó, size gì vậy?
dữ lắm hả? Đấy em đi. Dán người mẫu hả? Ủa vậy hả? À ok. Đây 59 ngàn nè, cái này là có size 16kg nha. 59 ngàn size 16kg nè. Đây là xích Quảng Châu. Không lấy ba lỗ, không lấy xích nắp luôn à. Chính hiệu đâu, xích Quảng Châu luôn nha. Nó dạng kiểu cái này ha, có túi đây nè. 59 ngàn một cái xếp như vậy có 16kg. Mẫu này là từ 6kg tới 16kg mà thoải mái luôn. Xe 16kg. Mẹ có lấy được xếp này comment lại 59 nha. Xếp Quảng Châu với trai nè. Rút 59 comment 59. Cái hồng này nghe có sai đúng không? Con rút cái đấy cái nào có sai đại. Ê cái bộ cái đó thấy em ơi. 59 ngàn. Thôi ông có đèn còn có sai tới 16kg thì chị em mới lớn. Cái bữa này nó làm sai nhỏ xíu mà. Sai nhí không mà. Nó đại. 59 ngàn nè. Rồi chiếc jean này có sai 16kg nè. Cái xếp này cưng mai. Trắng đơn giản nè. Trắng cơm đơn giản nè. Xếp jean này có nhiều xếp lắm. Có xếp hình gấu mà có túi đeo nữa 16kg chứ cân nè 16kg đó nè. 59 ngàn nè. Áo xếp tách cái này ha 16kg nè. Size số 6 16kg là thoải mái rồi nha. Đang có khách tôi buồn nên không có lấy mẫu thì nhanh được. Nè quần nè. Nó cô Tâm chính phẩm luôn 59 ngàn nè. Nó size 16kg với chai nè. Mẹ đã được mẫu là comment lại trắng 59 luôn nha. Cái này châu đã đẹp lắm. 59 ngàn. Hay, cái mùa cho mình thấy nó nhỏ hơn. Nó thấy dạng tốt như vậy nè. Nó là dạng lúc tốt. Giá siêu mềm luôn. Nè, xếp viên chai nè, size 16kg này nha. Nay hai xếp này thôi. Mẹ có còn thêm nữa thì chấm cái em lên tiếp. Còn hôm nay gái xếp nha. Có cần thêm mấy dạng xếp này hôm nay ha. Nè, xếp cái chai nè, thấy không? Cái chai mười mấy ký siêu cưng luôn nha. Xếp này 110 ngàn. Rồi mẹ lấy được mẫu này comment lại gấu ha, gấu 110 nha. Xếp jean. Xếp jean kèm một cái túi đeo với chút như thế này luôn hả? Hả? Ok rồi Nga Kim. Đây, cái này 110 ngàn nè, cái này có túi thật luôn á. Này là dây kéo trên đây luôn nè. Xếp này 110k nha. Rồi túi này là trước nè, đây trước đây. Túi đây nữa nè. 59 ngàn. Rồi còn xếp này là 110, nhiều lắm. Em hơi bị bối rối nha mọi người. 59 ngàn. Nè chưa 16kg này không? Form to, thoải mái luôn. 59 ngàn một xếp. 16kg thôi. 16kg 59 ngàn. Áo đỏ bao nhiêu cho? Cái gì? Không có áo màu vàng luôn. Áo màu đỏ với áo màu trắng. Áo màu đỏ là 60. Màu trắng. Áo màu trắng là 45 ngàn. 45, 60, 105, 105 thì 35 còn 70. Nga Kim nè. Tôm. Ok. Trắng này size 6 luôn á, bạn chốt 16kg nha, size 6 nè. Thôi nó hơi nhỏ. Nha Kim là 59 ngàn. Em đâm ra đồ lẻ mất về. 59 ngàn. Rồi set này là gấu. Đó, gấu này là jean nè, cứ có comment gấu nha, gấu 110 ngàn nè. Trắng nè. Thì chị cái này có size không? Ủa, cái này bán nguyên set hả? Nguyên set. Size số 16, 16kg mặc size 6 là ok ha. Nè, số 6 nè. Size số 6. Mẫu này là từ 8kg cho tới 22kg mặc vừa luôn nha. 8kg tới 22kg mặc vừa, áo quần về luôn nè. Ôi, cảm ơn nhiều. Nè, trắng nè. Đó, in trước, in sau, in tràn luôn vậy ha. Kèm một cái quần jean. Nè, quần jean nè. 95k set này nè. Đó chốt được 95 comment 95 nha. Size là từ 8kg tới 22kg. Mẹ nào chốt được trắng thì comment trắng là 95k ha. Size là từ 8kg cho tới 22kg nha. Cái này cô Tâm chích thỏng luôn nè. Đó sao nè. Chốt trắng comment trắng. 95k một set nha, cả quần và áo luôn đó. Màu trắng 95 comment 95 màu trắng. Mẹ nào xem hôm nay chấm meo với nha. Bán thật sự, bán bữa giờ mà không biết cái màu này nó giống với màu tím. Không để ý luôn. Không có. 95.000 màu trắng. Tắt like vô lại hả? Rồi gấu đen nè. Gấu
đen. Đen này còn 18 túi hết, 16 túi là của cái trắng nữa thôi. Đen. Hả? Có màu đen đó. À, này cũng có trắng, cũng có đen luôn. Trắng đen gì cũng có. Đây. Có màu đen này 95 trang. Năm người nha gấu à, ớt có quá cầm em nói chín lần cái gì vậy con, cái gì đó mày nghe coi thôi có thằng chim chơi con mà cái gì đâu mà sợ. Đây à, cái set này là 85k nè, không phải 85 luôn, size 16kg nha, cả quần vải luôn á, cái quần dài đó. Ủa cái này là chốt 85 cầm em 85. Ủa đen có mua rồi hả? Mà ủa mua nào? Giờ sale 85 ngàn nè. Mấy cái size nữa chắc con 16 kg thôi ha. Còn mấy set thôi. Rồi 95 này có màu trắng với màu đen, màu hai màu luôn. Trắng và đen hai màu. 140. 250 đây. 95k set cả áo luôn. Nè. Như vậy luôn ha, quả siêu đẹp luôn đó. Này màu trắng với là màu đen nha, cái này có trắng có đen hai màu. Đẹp lắm luôn. Đẹp vải đẹp xịn luôn nè, trắng với đen nha, cái này quần thì giống nhau mà chỉ khác màu áo thôi. Đó quần này chưa co giãn luôn ha, 95k một set như vậy nè. Quần riêng mềm. Rồi chốt mỗi đài cầm bên này trắng luôn 95, quần vải luôn 95 ngàn. Cái từ nào mà rẻ hơn nữa chứ. Ba. Chị nhỏ luôn á. Màu trắng và màu đen. 95 trắng, 95 đen. Số 5 mà, số lớn số 5. Giống y chang luôn, màu trắng. Không có xin lớn, có xin lớn là em hút chị liền rồi. Thấy le lắm, không có xin lớn, xin nhí không à. Hôm nay chỉ có xin nhí thôi, không có xin lớn. Cái màu trắng và men màu trắng nha. Cái này gì cho? Ừ. Tràng. Tràng 95. Cái phong đằng sau đó. Cái này nhiêu? Này 101 phải không? Cái nào? 101 uni. Rồi hôm nay à, sẽ có cái mẫu này. Việt Nam. Này Việt Nam chất lượng cao. Nhiều quá. Lâm bó rối. Cách xanh nè. Nèo giả riêng nha. Giả riêng này từ giòn. Còn còn sai không đây? Thấy nhiêu con? Ừ? 70. Đây là 95 đúng không? 95, 95 là 19, 19 với 70 là 26. Trời ơi, size 4 không có size 6 luôn, nó size 7 luôn. Này này cũng hết luôn rồi, vô nào cũng luôn. Cái mẫu này cũng mẫu mới luôn nè. Cái này là 16kg nha, quay đầu. Cái đây nó là 125. 16kg quay đầu. Nè, áo này kèm với là quần giả rin, túi hộp một bên. Bộ này là 100k nè, chốt được xanh cầm bên xanh 100 nha. Xanh 100k luôn. Áo của Tâm Chính Phẩm kèm với là quần giả rin, túi hộp. Vải rất là mát luôn. Rồi chốt được 100, cầm em 100 xanh. Xanh 100. Bộ này có size lớn là chị Hương có lấy không? Cái này có size 9, size 10 nha. Size 10 là 26, 25, 26kg nè. Nhưng mà size 10 là 120 rồi. Nè, size 10, 120 nè. Em có màu xanh với màu cam. Xanh cam 2 màu. Size số 9 là 24kg. Size số 10 là 26kg. Đó. Màu xanh với màu cam nha, quần của nó là quần này, đang nhìn gần nha, sẽ thấy nó là mây nay mây phối nè. À, bộ gấu đen không có size 6 hả? Gấu đen nào? Gấu đen gì? Bên đây cái gì gấu đen ta? Gấu đen không có size 6 hả? Có mà, hồi nãy lai gấu đen có size 6 đó, không thấy. À gấu đen, gấu đen, gấu đen. Mẫu này là em có size 9, size 10 nha, có thấy xếp này thì comment lại em á, quần nó là quần giả rin. Quần giả đi nó khác tiền cô tông nha, nó sẽ mắc hơn quần cô tông nữa đó.
hơn quần con không. Mà gấu đen, gấu đen đen đen, gấu đen này được không? Đen này nè. Gấu đen này còn xe 7 hết xe 6 rồi. Còn xe 7 thôi nha. Gấu đen này chỉ còn xe 7 hết xe 6. Nè, gấu đen này còn xe 7 hết xe 6 rồi. Xe 7 thì nó hơi to đó. Xe 7 thì hơi to người ơi. Hết luôn. Không còn sai luôn. Bây giờ gấu đen còn số 7 thôi, hết số 6 rồi. Đi o màu đen. Bữa sao kỳ em bữa không hết. Chữ đen được không? Gấu đen hết rồi. Nè, chữ đen còn xe 6 nè. Chữ đen thì o. Nè, chút chữ comment chữ đen nha. Chữ đen là siêu ngầu luôn. Rồi, chữ đen còn sai nha. Bây giờ còn chữ đen thôi. Hết. Đó. Gấu đen thì hết rồi. Bây giờ còn chữ này thì o đen nè. Có lấy được bỏ lại comment chữ đen nha. 85 luôn. Sale 85.000 một set. Chút mẫu này comment là đen 85. Đen 85, còn đen đen 85. Xe số 6 là màu đen. Size 16 kg. Hả? Ok, chữ đen 85 nghìn luôn người ơi. Ma kim. Có xét trứng chữ này 95 nè, xét thì cũng cưng. Chữ màu trắng. Cái màu nguyên vàng này nè, nó gặp cái nước xét không nhiều. Ngăn chính giữa, cái chồng chính giữa luôn, ngăn sát nhất đó đúng không? Mềm xeo. Rất là mềm. Cái này à. Ủa bữa Nga Chi có lấy cái này chưa ta, hình như có hay sao á. Mấy set này nè, bộ Burberry nè. 59.000 nè. À đúng rồi, bữa bà lấy nè bà ơi, bữa lấy mà bỏ lại cái bộ trắng nè. Bữa lấy rồi. Nè, bữa có lấy mấy cái set này rồi đúng không? 16 kg nè. Set quần lửng này 16 kg nè, 59.000. Cái gì 59 này? À có này, có bộ này size 16 kg nè. Không còn phải Quảng Châu đâu. Bộ này 59 nghìn, bữa lấy chưa? Có lấy bộ này chưa hay là để lại hết? Đây có size nè. Quần giả riêng. Thank you.
6kg nè. Chiếc phớt. Cái chai của Tông. Ở đây là quần giả riêng luôn nha. Chiếc phớt cái chai này sao số 6 luôn. Chốt vàng và bên vàng của bộ 90.000 ha. Chốt vàng và bên vàng 90 nha. 90. Size 16kg thoải mái luôn, sao số 6 nè. Chốt vàng và bên vàng 90. 90 màu vàng. Hàng của Bikit. Vải rất là đẹp luôn. Vàng vàng 90. Cái mẫu này thì để coi coi đây. Mặt số 7 là 16kg nè. Con này hơi nhỏ ha. Đây là mặt số 7 là ok. Thoải mái luôn. Màu đen, áo màu đen. Áo màu trắng cùng màu đen. Này, áo này áo trụ nha. Cái này là hình theo nè. Hình theo và áo của trụ. Trắng 95, chú trụ trắng không biết trắng 95 nha. Quần này riêng đen. Áo quần riêng đen mà có rách rách đây nữa nè. Nó rách kiểu này ha. 95k một chiếc này. Ở mẹ có lấy được mỗi này comment này trắng nha. Chiếc trắng này 95k luôn nè. Cả quần và áo luôn đó. 16kg thoải mái. Size số 7. Con này vừa thôi chứ không được to nữa. Nó 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 nó. Chiếc 95 comment 95. Dạ không luôn, nó nhỏ luôn. Ủa bữa chị Hương có cái set NI đó chưa ta? Hả? Set NI bên trai đó rồi. Chị ơi bữa chị lấy set này chưa cho chị nhìn giùm em thử coi. Rất view quá nha em. Là về mỗi nghỉ nha. Chị có như là chị ơi cái này chị lấy chưa? Mẫu NI nè. Có lấy mẫu này chưa em like lại nha. Mẫu này giờ còn hết mẫu. Nói chung là sale 125.000 nguyên set luôn. Thì cũng Quảng Châu luôn đó. Size nhỏ nhất là 18-20kg. 26kg nè. Không phải, không phải chị Hương lấy chứ không phải đâu, không phải ngay kia đâu. Nè, có rồi luôn rồi hả? Ai nhớ không biết mẫu này coi. Nhưng mà cái này phải 18-20kg đổ lên mới mặc được. 18-20kg đổ lên mới mặc được. Xét viên dí mình còn cái gì chị thì nằm trong đó đó, xét viên dí đùi. Bút bằng kia. Cái gì vậy ta? Đó. Ủa? Cái máy. Mà. Cái gì con nói đi. Thôi con nói đi. Nói mày nghe. Nó vừa vừa nó mày mệt đó. Anh quên dẹo con. Thì con nói là anh hai không thích dạy như vậy. Nhưng con đừng dạy anh hai nữa. Quên mới cả lấy cho con bè cái áo. Có cái dạng dây dây thế. Áo trời của con đâu. Đó. Nó lỏ ra vậy. Ừ, để em mặc cái quần cho nó. Quên. Nè, cái mẫu giống vậy nè. Ừ, cũng được. Nhà vui, nhưng màu khác đi. Không, có màu duy nhất à. Có màu khác ra. Màu khác thì kiểu khác. Nè, ba lỗ này cũng có mấy cái thảy ra đó. Rồi. Không. Nãy có màu trắng, màu đỏ, màu hồng. À, có cái màu hồng cam á, ba lỗ màu hồng cam. Không, cái mẫu đó là có một màu thôi, còn một mẫu ba lỗ là không có màu vàng luôn, màu cám, màu đỏ, màu hồng cam. Không có vàng luôn. Đúng rồi, nó rất là cưng, cưng luôn. Mẹ ngón qua hả kìa. Tay nhỏ 55 nè. Ngón qua hả kìa. Bị đòn á. Ba lỗ hả kìa. Ngón qua hả kìa. Ngón qua hả kìa. Em đắt like nha, có gì tối nay em vô lại ha. Em vô lại lại. Đây. Thôi còn cái gì vô nha. Thôi. Cái bộ này bé chị Hương có chưa? Bộ này hôm qua nay em bán. Khách số quá trời luôn nè. Rất là cưng. Màu cam thôi, màu trắng, màu trắng, màu gì đó. Sai số 10. Đây.
màu xanh bơ và màu đen nè, cô Tâm chín phẩm luôn đó. Ba lỗ với chai này có hai bé chị, có màu đen với màu xanh bơ và màu bơ với màu đen, hai màu nha. Có đăng hình hôm qua nè. Ủa chị luôn có lấy cái này luôn rồi phải không ta? Đẹp chưa? Em không nhớ luôn á, nay quay nhưng mà em thấy cái này đẹp. Số 6 nè, số 7 nè. Trời ơi, mẹ không được quá, con được có bên giữa mẹ Vy ơi. Rồi còn cái số 3 duy nhất luôn á kìa. Màu trắng bự. Số 8, số 1. Rồi nó còn có một cái số 3 duy nhất luôn. Màu đen quá không còn, số 10 luôn. Cái này em chỉ còn một xanh bơ thôi nha. Nó luôn, xanh bơ còn số 10 nè. Bơ bơ bơ. Size này là số 10 là 25 26 kg nè. Lên anh sáu cái thoải mái, tôi dưới là 80, tôi đại là 90. Đó, rất là đẹp luôn, màu bơ. Cái này có size nhí nữa nha, mày nào chốt được mẫu này comment lại em ha. Nhí là 80, đại là 90. Nhí 80, đại 90, size 10kg, cái tới mẫu này em còn tới 38kg, mặc thoải mái nha. Con coi em mặc kinh mẹ. Con coi em mặc kinh. Lấy cái rồi để cái bên đây đi rồi đi về cho con. Hả? Đâu? Đó, gì nữa? Không hết. Không thích thì không coi. Rồi vậy đi, đi vô trong ngồi cho mấy cái đi lên cái rỗng cho mẹ đi được không? Đừng có không gì. Có em mệt lên. Đi vô trong. Không có không. Em mệt lên. Vậy đó không? Chúc ta lên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ba lỗ. Còn nữa. À.